người đàn ông tu luyện 3.000 năm, cuối cùng đã đạt đến đỉnh cao của đấu la. Bây giờ con đường thần thánh hiện ra, không ngờ sấm sét đến sớm, dù anh dùng hết sức lực vẫn không chống lại nổi tia sét trời. Và vào lúc yếu đuối nhất, một con rồng xanh lợi dụng tấn công anh, muốn cướp lấy vị thần của anh ta dùng hết sức lực cuối cùng mở tất cả các hồn hoàn 10 vạn năm. Vừa chuẩn bị ra đòn chí mạng lên rồng xanh, không ngờ trong đầu nghe thấy tiếng sư muội, rồng xanh lợi dụng cơ hội đánh một chưởng trúng ngực người đàn ông, khiến anh ta biến thành tro bụi, bất ngờ tái sinh vào thân xác của chàng trai này. Đây không còn là thế giới đấu la nữa, tình cờ gặp hai đệ tử tu tiên đang tranh giành lệnh bài môn phái, và lệnh bài lại vô tình ở trên người anh ta vừa muốn chống cự, nhưng phát hiện thế giới này không có hồn lực, và đan điền đã bị hủy, trông như con cừu non chờ giết. Anh lại phát hiện một cuốn bí kíp võ công trên mặt đất. Dựa vào tài năng võ học phi thường của mình, lập tức tiếp thu cuốn bí kíp này một cách thông suốt, còn nâng cấp bí kíp kiếm phẩm hạng cấp thấp này lên hiện thể. Cắt núi. Chỉ một chiêu kiếm khí đã đánh bại hai tên tu tiên. Lúc này anh lập tức hiểu ra, trên vùng đất này tu luyện dựa vào việc vận hành đan điền để kích hoạt linh lực. Để phục hồi đan điền, anh ta đến tìm cách tu luyện ở Linh Sơn. Tình cờ Linh Sơn đang tuyển đệ tử, nụ cười đầu tiên này kích hoạt chống thần huyền minh, dựa vào số lần chống vang để phân biệt tài năng. Lượt tiếp theo. Wow! Đúng là thiên phú dị bẩm, phóng to mắt đại lục thần hư, có thể làm chống thần vang 5 tiếng. Cũng rất hiếm. Không hổ danh là yêu nghiệt mạnh nhất lần này. 5 tiếng chống tài năng vô song, cấp độ chuẩn của thánh tử. Thật lợi hại, đúng vậy, mình là thiên tài mạnh nhất, tông tộc để bồi dưỡng mình, đã tiêu hết kho báu của mình, không thể có kẻ mạnh hơn mình, không hổ là người ta xem trọng, chắc hẳn lần này Tư Văn không ai địch lại được, chỉ cần hắn theo ước định, gia nhập tông môn của ta, sát sơn chân nhân ta, nổi tiếng khắp đại lục thần hư. Trưởng lão, tôi muốn thử. Đợi đã. Ta dùng nhãn pháp thăm dò, tiểu tử ngươi gần như không có nền tảng, có hiện tượng đan điền bị vỡ, phế vật như ngươi, chạm vào chống thần đúng là lãng phí thời gian, trưởng lão chủ ti. Đuổi hắn ra ngoài. Đuổi hắn ra ngoài. Đợi đã. Danh tiếng uy tín của Linh Sơn Tông, sao dễ bị phá vỡ vậy, tôi vượt ngàn dặm xa xôi đến chống thần cũng không dám để tôi thử sao. Ngươi giở trò mặt dày cũng vô dụng. Phế vật đan điền không có, còn muốn tham gia tuyển chọn. Đuổi ra ngoài. Trưởng lão đợi đã. Đây không phải đệ nhất mỹ nữ Linh Sơn Tông sao? Linh Hy sư tỷ có dung nhan tuyệt thế như vậy, đúng là cao không với tới. Nghe nói các đệ tử tông môn, vì dung nhan của cô ấy, mà mức sứt đầu mẻ chán. Thì ra là đệ tử của Linh Sơn Tông. Anh là thuốc giải duy nhất. Chúng ta hôm nay thật sự may mắn. Từ cổ đến nay, Linh Sơn Tông dựa vào mệnh tổ sư chọn đệ tử, đều lấy tiếng chống thần làm tiêu chuẩn, cho dù xác thịt phàm tục, cũng có cơ hội được thử, sao không để anh ta thử, rồi ra phán đoán. Được, vậy thử xem. Để mọi người xem, phế vật cuối cùng là phế vật, tiểu tử này có lai lịch gì, lại khiến Linh Hy sư tỉ ra mặt giúp hắn ta, đúng là diễm phúc không cạn. Đáng ghét. Linh Hy sư tỷ, là nữ nhân ta nhìn chúng, đợi ngươi thua, ta nhất định chặt tay chân ngươi. Cái này với hồn đạo khí của đấu la kiếp, khá giống nhau, không biết dựa tu vi của kiếp trước, có thể làm dung giống thần này không? Ta nói rồi, tiểu tử này thiên phú quá kém, nếu chống thần mà vang, vậy thì gặp quỷ rồi. Quả nhiên rất giống với hồn đạo khí ở thế giới đại đấu la. Chống thần này chứa đựng, đại lộ nơi trời và đất chuyển động. Để mình dùng phương pháp, chuyển động hồn đạo khí xem sao. Đã tìm được rồi. Ngươi cũng có chút kỹ năng, con kiến như ngươi, cũng chỉ vậy thôi. Wow, 5 tiếng trống, sao có thể được, một kẻ bệnh tật, làm sao phát ra tiềm năng kinh thiên như vậy, lẽ nào pháp nhãn ta sai rồi sao, ta đã hao tổn bao nhiêu vật báu, để tôi luyện cho Lý Tư Văn, mới làm hắn ta miễn cưỡng khơi 5 tiếng trống, kẻ phàm phu này, làm thế nào được.
Sao có thể, Lý Tư Văn ta tốn bao bảo bối quý hiếm, cũng mới khơi ra 5 tiếng trống. Tên tạp nham này sao có thể, mau xem, tiếng trống dường như không có dấu vết dừng lại. Sáu tiếng, cấp bậc thánh tử. Wow, tôi chừng từng thấy. Trời đất, mọi người xem trống vang 8 lần rồi, màn trống này sẽ bị nứt. 8 tiếng, ai yêu 8 tiếng, chuẩn cấp bậc thần tử. Trời đất ơi, chuẩn thần tử có thể thở thành chuẩn thần tử. Sau này Linh Sơn Tông nhất định vinh quang vô tận. Linh Sơn Tông ta bao năm không xuất hiện chuẩn thần tử rồi. Tưởng lão chủ ti, song gió nào chúng ta chưa từng thấy. Hãy khống chế cảm xúc. Ha ha, không thể nào. Tên phế vật không có nền tảng lại khơi ra 8 tiếng. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Mấy người xem, chống thần vẫn chưa dừng, tiếng chống vẫn chưa ngưng sao? 9 tiếng, tiếng thứ 9 theo tương truyền. Không thể tin được, tương truyền nói khi chọn nhập môn có thể khơi 9 tiếng chống, là đại đế vạn cổ ngàn năm trước Lâm Chân Chiêu. Chúng ta này cuối cùng đợi được thiên tài có thể hồi sinh Linh Sơn Tông rồi. Mỗi tiếng của chống thần này lại tương ứng với mỗi lớp hồn hoàn. Trên 9 tầng hồn hoàn nhất định có tiếng thứ 10 dẫn đến thần giới. Xem, hình như còn tiếng trống nữa muốn phát ra. Cái gì? 9 tiếng trống đã là giới hạn của trống thần rồi, sao có thể vang nữa? Đúng như mình đoán, cho các người xem bản lĩnh của đại đế đấu la chuyển thế. Tiếng thứ 10. Thú vị. Lại có đại năng hiện thế. Cái gọi là đạo pháp vô vi sắc tướng luân chuyển. Tiếng trống thứ 10 chứa đựng kết cấu của mọi con đường trong vũ trụ. Lẽ nào thiên phú của anh ta đã vượt cả tông chủ, đạt đến bước thần tử sao? Ai yêu, xem. Biến động sắc màu đến liên tục, tiến vào cơ thể chàng trai này. Trống thần giúp anh ấy rèn luyện cơ thể, là trống thần đang nhận chủ. Trống thần còn khuất phục anh ta, ngay cả tông chủ cũng chưa làm được. Thiếu niên này tư chất quá tuyệt, lập thành thần tử Linh Sơn Tông. Vậy mà xuất hiện một vị thần tử, nếu thần tử sau này trở thành tông chủ, vậy tôi cũng được thơm lây, từ đó vanh danh thiên hạ. Tôi đầu tiên nhìn ra, anh ta là thiên tài tuyệt thế, vừa nãy toàn bộ nhờ tôi dùng kế khích tướng, ép toàn bộ thiên phú của anh ta ra. A khinh, không biết xấu hổ gì cả. Mấy trăm năm nay, trong ba giáo phái lớn Linh Sơn Tông chúng ta, luôn cuối bảng xếp hạng, nay thần tử xuất hiện. Thời cơ trỗi dậy của chúng ta tới rồi. Thực sự có cảm giác như được tái sinh. Toàn thân tràn đầy sức mạnh, chúc mừng anh được lập thành thần tử Linh Sơn Tông. Mời đi cùng chúng tôi gặp tông chủ đại nhân. Đợi đã. Hắn là phế vật đan điền bị hủy, không có linh căn, không thể khơi ra chống thần được. Hắn nhất định dùng mưu kế gì đó, nhất định thủ đoạn bẩn thỉu mới kinh động chống thần. Nhất định. Anh nói thần tử ăn gian, có bằng chứng gì? Bằng chứng tốt nhất là tôi với hắn ta đấu một trận sống còn, đến lúc đó chân tướng sẽ rõ. Tên phế vật, nếu bây giờ ngươi thừa nhận ngươi dùng thủ đoạn ăn gian mới khơi được chống thần, ta tha chết cho ngươi. Công tử bột như ngươi chỉ biết dựa vào người khác chống lưng, ta gặp nhiều rồi. Lý Tư Văn đã bước vào cảnh giới cơ sở kỳ đầu, mà thần tử vẫn chỉ phàm nhân, mà đan điền không còn. Hai người vốn dĩ không cùng cấp bậc, vậy không công bằng. Thần tử vẫn chưa ngưng kết đan điền, sao có thể thi đấu? Ai nói không thể thi đấu? Ấy, mấy người xem, là Sát Sơn chân nhân, vị đó đã tu luyện đến đại năng, cảnh giới nửa bước đại thừa. Từ lúc Linh Sơn Tông lập nên, tư cách thần tử phải vượt trên đệ tử thông thường. Nếu Lâm Phong thật sự có tư cách làm thần tử, chiến đấu qua các cấp độ, nhất định không vấn đề. Thần tử muốn thắng Lý Tư Văn là không thể nào, xem ra thần tử lần này lành ít dữ nhiều. Bây giờ để Lý Tư Văn ta thay mọi người thử xem thực lực thật sự của vị thần tử này, muốn chiến đấu vượt cấp căn bản không thể thắng, xem ra chỉ có thể cược một ván. Được chết dưới đao của ta, coi là vinh hạnh của nhà ngươi. Cái gì, thần tử lại lấy thân xác phàm trần tiếp đòn cấp bậc kỳ cơ sở? Người này là cơ sở kỳ đầu, cao hơn mình cả một cảnh giới, hơn nữa khai sơn trảm của mình vẫn chỉ là cảnh giới đại thành, chiến đấu rất khó thắng được. Không ngờ ngươi có chút thực lực, có thể chặn được tam thành công lực của ta. Đây chỉ là phần mở đầu, ta sẽ không thủ hạ lưu tình nữa.
không ngờ trong giây lát phát ra trường khí mạnh như vậy, cả không gian rung chuyển. Thằng nhóc này quả nhiên không chịu được. Hôm nay Tư Văn nhẹ nhàng đánh bại phàm nhân này, thay hắn có cơ hội trở thành thần tử. Tư Văn dùng hết lực đi, kiếp trước ở Đại Đấu La, mình đã tu luyện lên đỉnh cao. Nhưng vì trong tâm ta có thiện ý, cuối cùng bị kẻ gian hãm hại. Nay được trùng sinh, sau này gần mình phải dứt khoát, ân oán thù hận. Mình phải tiếp tục nâng cấp cảnh giới, lĩnh hội lần nữa khai sơn trảm. Mình phải tiếp tục nâng cấp cảnh giới, lĩnh hội lần nữa khai sơn trảm. Ngươi cảm thấy một khai sơn trảm hoàng giai hạ phẩm thắng được ta hả? Đao phong yếu như vậy, không đủ sức để nhổ răng ta, quả nhiên dễ như trở bàn tay, lĩnh hội được cảnh viên mãn, quá tốt rồi. Đồ ngu, khai sơn trảm tiểu tử này còn ít hơn lông tơ của tôi. Khai sơn trảm, chuyện gì vậy? Lý Tư Văn lại bị khai sơn trảm đánh lùi, lại có thể từ cảnh giới đại thành nhanh chóng lĩnh hội cảnh giới viên mãn, đây có phải nâng cao công pháp trong trận chiến theo truyền thuyết không? Sao một khoảng thời gian vậy, nâng cấp lên cảnh giới viên mãn, cho dù yêu nghiệt tố chất cao siêu, cũng phải tốn nhiều năm mới miễn cưỡng luyện được. Chống thần quả nhiên không chọn sai. Tôi nói thần tử tư chất trên cả tuyệt. À, không thể nào. Không thể nào, ta ở kỳ cơ sở đã bắt đầu luyện huyền giai đao pháp, sao không thể đấu lại một kẻ chỉ là hoàng giai hạ phẩm đao pháp? Không thể nào, nhất định ăn may thôi. Tư Văn một khi ra tay, chỉ dùng một ngón tay có thể đè chết hắn ta. Tư Văn, làm thật đi. Ngươi là phế vật duy nhất khiến Lý Tư Văn ta phải ra tay hẳn hoi, vậy ta để ngươi chết thật xứng đáng. Lý Tư Văn để đánh bại thần tử, lại không tiếc thấu chi đan điền của mình, cưỡng chế sử dụng cấm kiếm huyền cấp, xích viêm xiểm điện trảm. Pháp này sẽ tạm thời cho hắn thực lực hậu kỳ cơ sở, nhưng một khi sử dụng cấm pháp, đó là tiềm năng thấu chi trong vòng một năm. Cảnh giới của Lý Tư Văn e là không tiến xa được. Thần tử tuy thiên phú kinh ngạc, nhưng cảnh giới tu hành vẫn kém xa. Hơn nữa Lý Tư Văn đã ép nâng cảnh giới, thần tử e là mất mạng tại chỗ. Phế vật, đao pháp này của ta nhanh như chớp, sắp làm mắt chó ngươi mù rồi. Ngươi bây giờ chỉ là con chó, sắp bị ta cắt thành từng miếng, thấy đáng sợ chưa? Xích viêm xiểm điện trảm của ta đã quanh ngươi vòng vòng rồi. Ta nói lần cuối, nếu ngươi quỳ xuống xin tha, ta tha chết cho ngươi. Nói, xích viêm xiểm điện trảm, kiếp trước mình cũng từng tu luyện qua, nói là ăn gian mà được. Nói, công pháp của hắn giống với hồn kỹ kiếp trước, để ta nhớ lại xem. Mặc dù không thể hiểu được hết, nhưng có thể thấy được sơ hở của đao pháp. Từ bỏ phản kháng hả? Tư Văn, xem ra điện trảm của ngươi đã vào cảnh giới đại thành rồi, lúc này ra chiêu đi, ngươi chết đi. Thấy khe hở rồi. Không thể nào, không thể nào. Chỉ là phàm nhân, sao phá được điện trảm của ta? Sao có thể, cho dù cảnh giới mạnh như tôi và ông, không thể trong chốc lát thấy được khe hở của điện trảm. Thần tử thắng rồi, đánh bại Lý Tư Văn rồi. Thần tử không chỉ phá giải huyền giai đao pháp, chỉ dùng một chiêu khai sơn trảm nhập môn là đánh bại đối thủ. Thiên phú của anh ấy không thể đo được. Tư Văn mau tỉnh lại. Khốn kiếp, dám đánh đệ tử dự bị của ta, tội này phải diệt. Tên khốn kiếp. Tôi không phải tên khốn kiếp, tôi tên Lâm Phong. Rõ là anh ta từng bước ép tôi, ông lại đòi diệt tôi. Các người là người, mà làm chuyện như cầm thú. Ngươi dám mắng lão phu không phải người. Chàng trai trẻ, ta khuyên ngươi tự lo nấy. Mọi thứ đều có ý nghĩa. Ông dựa vào gì? Lâm Phong tuy được phong làm thần tử, nhưng đắc tội sát sơn chân nhân, e là sau này không sống ổn đâu. Sát sơn chân nhân là cấp đại năng đại thừa. Nghe nói ông ta nhận được thiên phẩm của thiên địa, tạo ra công pháp tuyệt thế, độc đáo và kiêu hãnh, thiết sơn kháo. Kháo pháp này lực quỷ đa biến, gây hỗn loạn lớn, khi đã làm đủ để khiến tu sĩ mới sinh hồn bay phách lạc. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách lão phu. Thiết sơn kháo. A, à, ngươi đánh lén ta, ngươi cũng không phải người. Là ông nói động thủ trước, đánh lén ông già 1300 tuổi, như này hay không? Như này không hay. Chàng trai, bây giờ ta nói cho cậu, thế nào là chọc vào nhầm người, chỉ làm bản thân đau đớn. Sát sơn chân nhân này lại dùng cảnh giới đại thừa ức hiếp một tư sĩ kỳ luyện khí, đúng không? Không biết xấu hổ, quỳ xuống. Lại có thể chống lại sát sơn chân nhân,
áp bức lâu như vậy không thể tin được, còn chưa quỳ xin tha vậy chết đi. Ta đã chết một lần rồi, nếu đã trùng sinh rồi, ta tuyệt đối không quỳ trước ai cả, không có ai có thể khiến ta cúi đầu, ta là Lâm Phong. Nhất định phải giữ lại thiên tài Lâm Phong này. Hỗn láo. Thiên phú của thần tử đã kinh động đến lão tổ, tham kiến Hồng Hưng lão tổ. Ngươi lại dám ra tay với thần tử, có coi trọng Linh Sơn Tông ta không vậy? Lão tổ đệ tử không dám, nhưng tiểu tử này, Lâm Phong là người được chọn của chống thần, cũng là thần tử được công nhận. Ngươi lại dám mạo phạm thần tử, đây đáng tội gì? Đệ tử biết tội, còn không mau xin lỗi thần tử. Hừ, xin lỗi. Thần tử đại nhân, tiểu nhân có mắt như mù, vừa nãy chỉ muốn thử đạo tâm của thần tử, chứ không thật sự muốn hại ngài. Mong ngài tha tội, lão già này lại tính toán gì đây? Vậy phạt ngươi đến Linh Hoa Các, đổ phân trong 3 ngày. Được, tôi từ nhỏ đã giỏi việc đổ phân, tôi thích nhất đổ phân. Lâm Phong đi gặp tông chủ với tôi. Được. Lâm Phong, hôm nay cậu đã thành thần tử, cũng là người được chọn sau này cho Linh Sơn Tông ta. Những vị lão tổ thánh nhân đều là người mạnh từ thời kỳ cổ, tu vi từ lâu đã bước vào cảnh giới thánh nhân. Cậu có thể chọn một người làm sư phụ của cậu. Cái gì? Những lão tổ này đều là cảnh giới thánh nhân, tương đương với phong hiệu đấu la ở thế giới đại đấu la. Kỳ lạ, thần tử trông bình thường như vậy, thiên phú với nền tảng thậm chí không bằng đám đệ tử ngoại môn đó. Thần tử đan điền không đủ, cho dù tu luyện bứt phá đi nữa, cuối đời cũng chỉ có thể dừng lại ở võ giả kỳ luyện khí. Nhưng chúng ta tận mắt thấy Lâm Phong đánh bại thánh tử Lý Tư Văn, đến chống thần cũng thừa nhận thần tử làm chủ. Có lẽ thần tử trọng trách cao thâm, chỉ là nhãn pháp của chúng ta không thấu được. Thần tử, nếu cậu gia nhập Hồng Hưng môn, ta sẽ đưa kho báu ngàn năm từ đại lục Đồng La Đá Hạo Nam tặng cậu tôi luyện. 500 năm sau nhất định tu thành công đan điền, nên bái Đông Tinh môn tôi đi. Có sự trợ giúp của thần công tôi, tập hợp lại đan điền chỉ cần 300 năm, tôi lấy ra 30.000 viên huyết long. Thần tử có muốn bái tôi làm thầy, chỉ có 30.000 viên huyết long, còn tôi 100.000 viên ngọc cửu thiên, đã luyện chế trong suốt cuộc đời mình, 100 năm sau nhất định tu phục đan điền. Bái kiến các vị lão tổ, thần tử đại nhân, Sát Sơn, không phải ngươi đến Linh Hoa Các, đi đổ phân rồi sao? Sao ngươi đến đây? Bẩm Hồng Hưng lão tổ, đệ tử đã hoàn thành xong trừng phạt, và có một tình yêu mãnh liệt với thiên tài, mong các vị lão tổ cho vãn bối một cơ hội đừng tranh với đệ tử. Thần tử, chỉ cần ngài bái tôi làm thầy, tôi sẽ giúp ngài tu phục đan điền, còn có thể giúp ngài ngộ đạo trong vui vẻ. Thần tử ngài xem. Công tử pháp tu luyện thông thường, chỉ tĩnh tâm thủ đạo quá là khô khan. Tiêu Dao Phong chúng tôi có mật pháp, có thể tu hành trong khoái lạc, giai nhân bầu bạn bí pháp hộ hữu, cuộc sống vui vẻ đến đi. Không thể nhìn tiếp nữa, nhìn tiếp là vi phạm. Thế nào thần tử, chỉ cần cậu bái tôi làm thầy, tuyệt sắc này sẽ ở đó cả ngày lẫn đêm, giúp cậu tu luyện. Thần tử cần tu luyện đan điền, bí mật trong căn phòng này, ông tự mình hưởng đi. Ai đang nói sằng bậy? Ồ, là Thanh Hòa trưởng lão. Phải tốn hơn 100 năm, đợi thần tử tu phục đan điền, biến thành đám xương trắng rồi. Thần tử, tôi có đao quyết hỗn độn, nếu thiên phú thần tử có đủ, 10 năm là đủ. 10 năm, Thanh Hòa, không được nói phét. Thanh Hòa, cảnh giới hoa thần bé nhỏ như cô, có bản lĩnh gì chứ? Tôi thấy cô không chỉ tàn tật, não cũng có vấn đề. Ha ha ha. Thần tử, đao quyết hỗn độn tôi tu luyện, là pháp môn tối thượng của Linh Sơn Tông, có thể sử dụng xác thịt, lấy đao thay cho đan điền. Khi tu thành cảnh giới viên mãn, có thể vào giới thần thể vô lượng hàng đầu. Thân giao bất tử. 10 năm là tu phục đan điền, vậy còn đợi cái gì, bái ta làm thầy thôi. Đao quyết hỗn độn là đao pháp dơ khó lĩnh hội, đã từng vô số thiên tài chọn tu luyện cũng không lĩnh hội được, huống chi còn có người bị đao phản lại, đúng là tìm đường chết mà. Các vị lão tổ, đệ tử nguyện ý thử bái Thanh Hòa làm thầy, lĩnh hội đao pháp hỗn độn tại đây. Cái gì? Lĩnh hội tại đây? Hoang đường, cho dù là đại đế Lâm Chân Chiêu, thiên chất tuyệt đỉnh, khi lĩnh hội đao pháp hỗn độn, ít nhất cũng tốn vài tháng. Ăn nói hồ đồ, đòi lĩnh hội tại đây. Bí ẩn của đao pháp hỗn độn, đó chỉ là mơ tưởng hão huyền. Mong sư tôn truyền cho đệ tử đao pháp hỗn độn. Coi rồi nền tảng của thần tử lại kém như vậy. Lúc nãy chém gió quá đà rồi. Thần tử, tôi đã đưa đao quyết hỗn độn truyền vào ý thức của anh.
bây giờ anh có thể lĩnh hội. Rõ sư tôn. Phương pháp tu luyện đao pháp là dẫn đao nhập thể, dùng đao thay đan điền. Cái này giống với kiếp trước, hồn vũ khí của thế giới Đại Đấu La. Tu luyện đao pháp hỗn độn, có thể nói là giống tu luyện hồn khí. Mình lĩnh ngộ được rồi. Một chút cảm ứng cũng không hiện ra, tại sao dễ dàng tu luyện như vậy? Thanh Hòa, cô đúng là làm càn, nếu thần tử không thể tu luyện làm đứt thiên chất, cô chính là tội nhân của Linh Sơn Tông. Tiểu tử này, mình còn chưa nói ổn dưỡng cho hắn. Làm sao bắt đầu tu luyện rồi? Cái gì, thiên địa linh khí dâng trào? Đây là dị tượng lĩnh hội đao quyết hỗn độn. Mau xem tu vi của anh ta mau chóng nâng cấp, giao thể dần dần hiện hình chỉ trong chốc lát, lại đạt được tầng thứ nhất của đao quyết hỗn độn. Nguy hiểm quá, khoác lác không bị phát hiện rồi. Mau xem, thần tử vẫn còn nâng cấp. Trời đất ơi, thần tử đã đạt đến tầng 10 của đao pháp hỗn độn. Không chỉ như vậy, xác thịt của thần tử đang đúc lại, đã đến luyện khí trung kỳ, nâng lên luyện khí kỳ viên mãn rồi. Năm đó tôi mất 5 năm mới miễn cưỡng làm được, sốc quá. Trong một ngày nâng lên tầng thứ 10, đến Lâm Chân Chiêu Đại Đế cũng chưa làm được. Linh Sơn Thánh Cảnh chúng ta nhất định khởi lên. Thiên khí dị động, đây là vị đại năng nào đột phá đại cảnh giới? Không thể tin được, sự khởi đầu của mọi thứ này, dị tượng trời và người hợp nhất, đã mấy chục năm không thấy, nhất định có cao nhân ở Linh Sơn Tông, lĩnh hội được cảnh giới cao nhất, ha ha ha. Thế nào, bây giờ thần tử có thể bái tôi làm thầy chứ? Không được, thần tử thiên chất vượt trội, tuy là cảnh giới 10 tầng, nhưng đó mới chỉ là bề nổi mà thôi. Tu luyện của đao pháp hỗn độn, càng về sau càng khó đột phá, trừ đại đế vạn cổ Lâm Chân Chiêu ra, không có ai có thể tu được cảnh giới viên mãn. Thanh Hòa, cô tu luyện 200 năm cũng không có thành tựu, cuối cùng còn bị phản lại, cả đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Cái gì, ý chí của đao phản lại sao cô không nói trước? Linh Sơn Tông đợi mấy trăm năm, mới có thần tử mới. Nếu anh ta không thể thành, vậy Thanh Hòa cô, là tội đồ vĩnh viễn của Linh Sơn Tông. Thần tử, ngài vẫn nên bái lão phu làm thầy đi, tỏa tinh cố dương, càng không phải chỉ nói suông. Một khi thất bại, vậy Linh Sơn Tông chúng ta, mất hoàn toàn hy vọng vực dậy. Hơn nữa Thanh Hòa tuy là trưởng lão, nhưng vẫn là trình độ sơ cấp, vĩnh viễn không đạt được cảnh giới nhận thần tử làm đồ đệ. Nếu cứ chấp niệm bái thầy, chỉ có thể lấy thân phận đệ tử bình thường gia nhập. Đãi ngộ khác như trời với đất. Tu luyện đao pháp hỗn độn tuy rất nguy hiểm, nhưng đây là cách tu phục đan điền nhanh nhất, không thể chê bai nó được. Xem ra mình phải liều lĩnh. Nếu đã như vậy, vậy đệ tử tình nguyện từ bỏ chức vị thần tử. Ta còn tưởng tiểu tử ngươi là thiên tài, không ngờ là tên đại ngu, lại bái Thanh Hòa phế vật làm thầy. Thần tử là vinh dự lớn của Linh Sơn Tông, có biết bao nhiêu người khát vọng, đạt đến vị trí này không? Nếu từ bỏ địa vị thần tử, cậu chỉ là một đệ tử bình thường, đãi ngộ như trời với đất. Lưỡi kiếm sắc do mài rũa, đệ tử muốn chứng minh với Linh Sơn Tông, cho dù Lâm Phong tôi không phải thần tử, cũng không thể ngăn tôi sau này thành đại đạo, nếu chút khảo nghiệm đấy cũng không chịu được, sao có thể giúp tôi làm Linh Sơn Tông khởi dậy? Không hổ là thần tử được chống thần chọn. Dũng khí với dứt khoát này, tìm khắp tứ đại thánh cảnh cũng khó tìm được người như này. Chúng tôi tu hành ngàn năm, tâm tính lại không bằng một tiểu hậu bối. Ai ya, đáng xấu hổ. Vậy làm theo lời thần tử đi. Lâm Phong, cậu sau này chỉ là đệ tử riêng của Thanh Hòa trưởng lão. Rõ, cũng không biết sự lựa chọn là đúng hay sai. Xem ra mình phải liều một phen. Đồ nhi, nay cậu đã đạt đến tầng 10, trải qua thanh tẩy của đao pháp, chắc hẳn đan điền trong cơ thể đã tu phục được hơn nửa. Sư tôn, vậy chúng ta tiến vào tu luyện kỳ sở sao? Chưa phải lúc, bắt đầu từ đâu? Đao pháp này là công pháp bá đại nhất của Linh Sơn Tông. Người thường nếu luyện như của cậu bây giờ, đã bước vào cảnh giới kỳ cơ sở rồi. Như đồ nhi cậu khác, đan điền bị hủy của cậu, giúp cậu vào lại cảnh giới. Trước khi chưa tu phục được, phải thông qua càng phương pháp để tích lũy lực đan điền. Nếu muốn có được đại đạo, xem ra luyện khí kỳ phải đạt được lực đan điền vạn cân mới được. Sư tôn, đây là ai? Sao giống với sư muội kiếp trước của mình vậy? Sư tôn, đến đúng lúc. Lâm Phong, đây là con gái nuôi của ta, Dĩnh Kỳ, sau này cậu gọi con bé sư muội.
Dựa cái gì rõ là con đến trước, anh ta gọi con sư tỷ mới đúng. Kiếp trước sư muội cứu mình, bị kẻ xấu hãm hại, không ngờ xuyên đến đây, kiếp này đổi lại anh bảo vệ em. Sư muội, xin chào. Lâm Phong thân là tư chất thần tử, sau này nhất định thành đại đạo, con cũng có lợi, gọi cậu ta một tiếng sư huynh, không thiệt. Sư huynh. Được rồi Dĩnh Kỳ. Đưa sư huynh đến Huyền Thiên Các, chọn một vũ khí tiện dụng, đi nhanh rồi về. Rõ sư tôn. Các bạn đang xem trên kênh YouTube Khoa Review. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Con thần tử nghe nói là phàm nhân, bị hủy đan điền thôi. Nhãn pháp của sư tôn lẽ nào bị mờ? Đứng lại. Các ngươi là ai? Nếu ngươi đã thành tâm hỏi, vậy ta cũng nói thật với ngươi. Để ngăn Linh Sơn Tông bị phá hoại, để duy trì hòa bình của Linh Sơn Tông, thực hiện chân lý tu luyện thiện ác. Bọn ta là Lưu Chí, Vương Lương. Lưu Chí sao lại là anh? Sư muội Dĩnh Kỳ, anh đã ở đây đợi lâu rồi. Hai tên ngốc này là đồ đệ của Tiêu Dao Sắt Sơn chân nhân, thường xuyên bắt nạt Thanh Hòa Phong chúng tôi. Nhưng anh đừng sợ, có tôi đây, tiểu sư muội, hôm nay em không thể từ chối tấm chân tình này của anh. Sư huynh, nếu hôm nay cô ấy cản huynh, ta sẽ trói cô ấy lại, đưa đến động phủ, ha ha ha. Này nghe thấy chưa, mau đi cùng bọn ta, các người bị bệnh à? Đây là Linh Sơn Tông không phải trại sơn tặc, dựa vào gì ngươi muốn làm càn? Tông môn, dựa vào tấm chân tình của sư huynh tối với cô. Dựa vào sư phụ Thanh Hòa chó má của cô, chỉ là một hoa thần kỳ viên mãn. Sư tôn của chúng tôi là sát chân nhân, đã đột phá cảnh giới hoa từ lâu, không bắt cô quỳ xuống là đã cho cô thể diện rồi. Tôi khinh các người là thá gì, còn muốn chúng tôi cúi đầu. Sư huynh. Nhóc con này, em thay anh dạy dỗ trước, dạy xong rồi đưa đến giường của anh. Anh, quá đáng. Mới luyện khí kỳ, cũng dám vênh váo trước mặt kỳ đầu cơ sở bọn ta. Hôm nay tôi cho cô hiểu quy tắc. Không sao chứ, không sao, yêu bảo sao sư muội không chịu theo ta. Lẽ nào ngươi chính là tên hạ nhân đó? Dĩnh Kỳ à, em hồ đồ à, đan điền còn không có sao xứng với em được. Đúng vậy, là một gã phàm nhân, tôi đoán có đại gia tộc nào đó ở sau, cũng có chút tiền theo sau sư muội, chơi đùa như chó, tiểu bối vô tri sư muội quốc sắc thiên hương, mà ngươi cùng đòi với lấy. Công pháp của ta đã luyện đến đại thành, loại rác rưởi không đan điền như ngươi, về nhà soi gương đi. Xem bộ dạng đờ đẫn của ngươi, nhất định sợ rồi. Sư huynh, em thấy hắn đái ra quần rồi, chúng tôi còn phải đến Huyền Thiên Các, nắm bắt thời gian, cùng lên đi. Cái gì, muốn một mình đấu lại hai vị cơ sở kỳ đầu? Anh ta điên à, tiểu tử, không biết trời cao đất dày. Huyền cấp bọn ta luyện kiếm pháp Thiết Sơn, đã là cảnh giới đại thành, tích hợp với truyền dạy của Sắt Sơn chân nhân, Tĩnh Nhược Ngọa Hổ Động Nhược Phi Long, không quá hai chiêu khiến ngươi rơi đầu. Thiết Sơn kiếm pháp, nghe nói Thiết Sơn kiếm pháp kết hợp với Thiết Sơn kháo tra truyền con nối. Khi vung kiếm như sóng lớn ập, giết người vô hình họng bị kín máu. Khi rút kiếm lại, một chút linh lực cũng không cảm nhận được, quả nhiên là phế vật, hôm nay cho người biết kết cục của chó liếm, chết đi. Kiếm khí bộc phát của cơ sở kỳ đầu, đủ để đàn áp mọi tu sĩ kỳ luyện khí, huống chi Lâm Phong không có đan điền, xem ra anh ta chết chắc rồi. Sao có thể, tên phàm phu không có đan điền, chỉ dựa vào đống sắt vụn, là đỡ được kiếm pháp Hoa Côn 5000 lực khí, không thể nào, hắn ta thật sự kỳ luyện khí sao, mất đan điền vẫn mạnh như vậy, rốt cục là yêu nghiệt phương nào, cái gì, đây là dị tượng đao pháp hỗn độn 10 tầng, sao có thể, lẽ nào anh ta đã đạt, cảnh giới 10 tầng một ngày sao, đến ta rồi. Hóa ra là cộng hưởng của đao pháp hỗn độn. Xác thịt của Lâm Phong đã được định hình lại, linh khí của trời đất hội tụ, đã hóa thành một lưỡi kiếm gió, lại là đao pháp hoàng giai hạ phẩm, phát ra 7000 lực khí, làm hai đệ tử cơ sở kỳ đầu hoàn toàn bị áp chế, người này thiên phú, thật là đáng sợ. Không được, sao lại nảy sinh cảm giác với người mới quen chứ? Phải thật bình tĩnh, tuyệt đối không để anh ta nhìn ra mình có gì lạ. Ngươi làm gì? Tôi chỉ nhắc nhở hai vị, quần ướt rồi. Lâm Phong, ngươi sau này còn làm phiền sư muội ta không? Sau này còn dám xuất hiện ghê tởm vậy nữa không? Không không dám nữa,
Không dám nữa, chúng tôi không dám nữa. Chúng tôi đi đây. Sư huynh cảm ơn anh, nhưng mà chúng ta đắc tội Tiêu Dao Phong, e là rước họa lớn rồi. Đây là Huyền Thiên Các náo nhiệt phết. Sư tỷ lại gặp mặt rồi. À, xin chào, tôi tên Trương Linh Hy. Tại lễ tuyển chọn tôi đã thấy thiên phú tuyệt thế của anh, chắc hẳn sau này anh sẽ lĩnh hội đại đạo. Được. Cảm ơn sư tỷ. Lâm Phong, lại đây. Linh Hy sư tỷ bình thường luôn rất lãnh đạm, gặp tiểu tử này sao lại chủ động chào hỏi. Tiểu tử này có phúc phận tu mấy đời, lại có được sự xem trọng của Linh Hy sư tỷ, cái gì đệ nhất mỹ nữ, mình thấy cũng chả làm sao. Chúng ta theo đuổi lâu vậy, cũng không chiếm được trái tim cô ấy. Phế vật này dựa vào cái gì? Hắn ta ăn gian mới có chức thần tử, bây giờ vẫn còn mặt mũi ra ngoài. Lát nữa khi kiểm tra khí lực, hắn nhất định bộc lộ. Đúng vậy, Linh Hy thấy bộ mặt thật của hắn, anh mà dám nói chuyện hôm đó ra ngoài, tôi nhất định không tha cho anh. Rõ mình mới là người bị hại. Sư đệ à, chắc hẳn đệ đến chọn vũ khí và công pháp. Đúng lúc hôm nay ta đến, chủ trì kiểm tra khí lực hãy theo ta đến đây. Đây là Huyền Vũ Linh cầu cảnh giới khí lực, có thể đo lường luyện khí kỳ. Truyền thuyết nói do xương của một linh thú quý hiếm luyện thành, Huyền Thiên Các sẽ tự mình chọn ra vũ khí phù hợp với cấp độ khí lực thiên phú của đệ. Vậy tôi thử trước. Dĩnh Kỳ, phế vật của Thanh Hòa Phong, đừng đến đây làm mất mặt nữa. Tôi thấy nên tiết kiệm sức lực, về nhà thêu thùa đi. Ha ha ha, mở to mắt chó của mấy người nhìn kỹ cho tôi. Hứ. Lôi Hỏa Trưởng. Là ánh bạc, ít nhất cũng là 1.000 cân trở lên, mới xuất hiện ánh bạc, 3.000, 3.000. Đây là trình độ hậu kỳ luyện khí, không ngờ chỉ luyện khí hậu kỳ lại có sức mạnh này. Dĩnh Kỳ sư muội, chúc mừng, chỉ một năm, đạt được 3.000 giá trị khí lực, đúng là lợi hại, đa tạ. Xuất hiện thần binh nào? Đó là Hỏa Lâm Kiếm. Là đệ tử nhập môn, lại nhận được thần kiếm trung phẩm, cổ kiếm thánh rồi. Ít thấy thì lạ nhiều. Ít thấy thì lạ nhiều. Là thiên tài Thái Tử Lý Thái Hư, chỉ trong một năm đạt được cảnh giới luyện khí kỳ đại thành, có mỗi 3.000 cân có gì ngạc nhiên, đúng là chưa trải sự đời. Wow! Tôi lấy được danh thiếp của Thái Hư, vui quá. Khuôn mặt ngang ngược của ngài, phong độ uyển chuyển, mỗi nhịp thở của ngài, tất cả đều chạm vào trái tim tôi. Thái Hư sư huynh đẹp trai quá, các cô nương điên rồi à? Đây không phải Lâm Phong bị đoạt mất địa vị thần tử sao? Hóa ra hắn là Lâm Phong, nhìn cũng thường thôi, một tên phàm phu không có đan điền, tông chủ không đá hẳn khỏi Linh Sơn thánh cảnh, đó coi là nhân từ. Đúng vậy Lâm Phong, ngươi không sợ bị xấu hổ, ta mà bị tước đi chức vị thần tử, ta không còn mặt mũi gặp người. Tôi có thể làm chứng, Lâm Phong đích thực tự mình từ bỏ, thiên phú của anh ta không thể nghi ngờ. Có thiên phú không tôi không rõ, nhưng từ bỏ chức vị thần tử, đủ để chứng minh, não của hắn ta nhất định bị lừa đá rồi. Lâm Phong, nếu ở đây ngươi thừa nhận, chức vị thần tử bị đoạt mất, ta vẫn kính ngươi như người đàn ông, nếu ngươi cho rằng bản thân là kẻ thiểu năng. Vậy ta cũng hết cách. Sư huynh tôi đến để chọn vũ khí, không đến cãi nhau với đàn bà. Đàn bà, cô mắng ai, mắng anh đấy, thái rỗng, nói ta gì cũng được dám nói ta rỗng, ta không nhận. Hôm nay ta cho các ngươi xem, thực lực cảnh giới đại thành khí kỳ là thế nào. Hôm nay ta cho các ngươi xem, thực lực cảnh giới đại thành khí kỳ là thế nào. Khí chất mạnh mẽ như vậy, không hổ là người mạnh. Đạt được cảnh giới luyện khí đại thành. Đây đúng là người mới tu luyện một năm sao? Tám nghìn. Chỉ thiếu chút là đến. Kỷ lục đo lực cao nhất cho gương đồng 9.000 cân. Tư chất trời ban. Bao nhiêu đệ tử luyện khí kỳ,
10 năm cũng không đạt được chiến lực siêu mạnh, Thái Hư không rỗng chút nào, Thái Hư không rỗng chút nào. Xem ra thiên phú siêu cấp mình vừa biểu hiện ra, đã khiến ngươi sốc rồi. Thế nào Lâm Phong, ngươi bây giờ ngạc nhiên cầm sắp rơi xuống rồi chứ? Trời đất, đó là thần binh cùng cực, đến từ đại lục truyền kỳ, nghe nói hoàng tử thành phố Sa Bác, khi diệt long thần dùng thần binh cùng cực. Nghe nói một đao vung ra có thể quét 999. Tu sĩ luyện khí kỳ. Lâm Phong ngươi dù sao cũng là thần tử một ngày, sao không thể hiện thực lực ra? Cho mọi người xem. Hôm nay lúc đấu với đệ tử Tiêu Giao Phong, giá trị sức mạnh của Lâm Phong có lẽ 7.000 cân. Nếu trước mặt mọi người thua Lý Thái Hư, nhất định được phong hiệu thần tử yếu nhất lịch sử, e là trở thành trò cười mấy trăm năm. Nghe nói sư phụ ngươi luyện nửa năm mới đạt được tầng một đao pháp hỗn độn, mà ngươi mới nhập môn. Chắc hẳn nhìn vào cửa đầu của đao pháp hỗn độn còn không xong, ta ngồi đợi xem trò cười của tên phế vật ngươi. Vốn dĩ định chọn vũ khí bình thường, nhưng các người cứ ép tôi. Được thôi, vậy tôi đáp ứng nguyện vọng mấy người. Gây tiếng vang lớn, trưởng này tung ra lại gần như không cảm nhận được linh khí của hắn. Thiên phú kém như vậy, e là gương đồng cũng không có phản ứng. Thái Hư sư huynh, lời này sai, người ta là thần tử, làm trống thần vang 10 tiếng, chúng ta nên tin hắn, sao có thể được. Một kẻ gièm pha một kẻ khen đều, hai kẻ cặn bã hợp tác ăn ý đấy. Gương đồng quả nhiên không phản ứng, thần tử mà có chút khí lực ấy còn muốn thể hiện. Đúng là chuyện nực cười nhất trên đời. Sau đây tiêu rồi, sư huynh lần này, thật sự trở thành trò cười trăm năm rồi. Sau đây tiêu rồi, sư huynh lần này, thật sự trở thành trò cười trăm năm rồi. Là ánh kim, không biết có giá trị khí lực bao nhiêu. Không cần hoảng, cho dù ánh kim mình vẫn có cơ hội chiến thắng, dù sao thực lực của mình đã đạt đến kỳ luyện khí đại thành rồi. Cái gì 10.000 lực? Trời đất, kỷ lục huyền vũ linh cầu đã bị phá rồi, đây là thiên chất gì quá lợi hại. Tính theo giá trị khí lực trước đây, Lâm Phong trong một ngày đã đạt đến cảnh giới luyện khí kỳ viên mãn, đây tuyệt đối là tư chất thần tử. Trời mới có 10.000, nếu như mình kiếp trước, mỗi cái huyền vũ linh cầu có thể nghiền nát ngay lập tức, không biết bao giờ mới khôi phục thực lực được. Đáng ghét, mình khổ luyện một năm, ăn trộm mấy chục thần đan của sư phụ, mới luyện khí kỳ đại thành, không ngờ lại bị Lâm Phong luyện một ngày, chèn ép luôn rồi. Thần binh bắt đầu nhận chủ, rốt cục là thần binh gì, lẽ nào là thần binh ấy? Đây sao lại là dao găm bị gì? Một con dao găm, hạ phẩm cũng chả bằng, tên phế vật, chi bằng cầm đao phế này, đến nhà bếp trên Linh Sơn đi cắt thịt đi. Tuy con dao găm này giống miếng sắt vụn, nhưng mình lại mơ hồ cảm nhận được, bên trong có linh lực nào đó, có lẽ đây là thượng cổ thần binh bị vứt bỏ, là dao diệt trời chảm rồng. Đúng vậy, nghe nói đại đế vạn cổ Lâm Chân Chiêu, dùng dao này, thành công ngăn chặn, cổ yêu muốn nuốt chửng ba cõi. Lâm Phong này, tuy có được thần binh tuyệt phẩm, dao diệt trời chảm rồng, nhưng dao này đã bị đứt đoạn trong đại chiến thượng cổ, còn nhuốm máu của cổ yêu mà bị phủ bụi, đến nay chỉ là miếng sắt vụn mà thôi. Vận may của Lâm Phong này tệ quá đi, lại lấy được dao chảm rồng đã bị phủ bụi từ lâu. Muốn làm cho dao chảm rồng tỏa sáng trở lại, phải lĩnh ngộ được đạo ý của đại đế vạn cổ, cần vận chuyển đan điền để khí tế luyện thần binh này, có nghĩa với Lâm Phong có đan điền bị hủy, căn bản không thể. Giống như lấy một cây gậy lừa, dao này có lẽ không đơn giản. Chỉ cần tế luyện nó, có thể nâng cấp cảnh giới của mình, có thể dùng nó bảo vệ trước kẻ thù mạnh, bù đắp thiếu sót đan điền không đủ của mình. Cái gì, lẽ nào hắn ta muốn tế luyện vũ khí trước mặt mọi người? Cái gì, lẽ nào hắn ta muốn tế luyện vũ khí trước mặt mọi người? Cái gì, cảnh tượng này quen quá. Lẽ nào, anh ta lại muốn lĩnh ngộ trước quần chúng, chúng ta đã từng thấy. Lâm Phong lĩnh hội đao pháp hỗn độn ngay tại đây, nhưng đây là đao ý của đại đế vạn cổ, tìm khắp cả thánh cảnh, không ai có thể lĩnh hội ý nghĩa của nó, đối với người luyện khí kỳ như anh ta mà nói, không thể nào. Lâm Phong này, lại tế luyện dao chảm rồng, tiểu tử này tuy thiên phú hơn người, sao lại có thể ngạo mạn đến mức tế luyện trước quần chúng, đao chảm long của đại đế vạn cổ chứ, cho dù mạnh như tôi cũng cần giúp đỡ, thiên địa linh lực để tế luyện,
cho dù như vậy tôi cũng cần mấy chục năm mới luyện thành pháp khí thượng phẩm. Uổng tôi lúc trước coi trọng hắn, không ngờ hôm nay lại từ bỏ chức vị thần tử, là lại trong luyện khí kỵ, ngạo mạn tới mức luyện thần binh thượng cổ, đúng là lè thiên hạ ngu xuẩn hết nói. Cuối cùng tế luyện xong rồi, giả vờ giả vì tôi không hề thấy trên dao này dâng trào bất cứ linh lực nào, lẽ nào không phải làm miếng sắt vụn? Đừng nghĩ với 2 phút là tế luyện thành công, lừa ai vậy? Đúng vậy, tôi thấy anh ta đến mộ đốt giấy trắng, lừa quỷ. Cho dù kỳ cơ sở mạnh như vậy cũng cần lấy khí tế luyện vũ khí, phế vật gần như không có đan điền sao có thể tế luyện thành công được? Bản không thể. Đúng vậy, dao này rất có khả năng là thần binh cực phẩm. Lâm Phong lại thành công rồi. Đúng vậy, còn tế luyện thành cực phẩm, không hổ danh là thần tử. Trời đất ơi, không phải lão phu hoa mắt chứ? Lâm Phong này sao có thể, sao dễ dàng vậy tế luyện ra thần khí cực phẩm? Không hổ là đệ tử huyền cơ ta nhìn chúng. Tôi lúc trước nói rồi, Lâm Phong có thiên tư cái thế, tế luyện dao chảm rồng của đại đế vạn cổ, không chỉ nói suông. Tôi nhìn người rất chuẩn đúng chứ? Ta khinh không biết xấu hổ, không biết xấu hổ gì cả. Hóa ra khi tế luyện, ý niệm của mình với dao chảm rồng sinh ra cộng hưởng. Dao chảm rồng biến thành dạng kiếm linh, truyền vào cơ thể mình, hình thành một số nguyên mẫu hồn đao võ, làm cho cơ thể mình lần nữa định hình lại. Lại dựa vào ý niệm, tế luyện ra thần khí. Cho dù đại năng giới đại thừa trở lên, cũng phải tốn chục năm thậm chí trăm năm. Không ngờ thần tử phá vỡ định luật này, chớp mắt là làm thần binh thượng cổ phủ bụi ngàn năm phát sáng. Đúng là thiên tư siêu tuyệt. Linh Sơn Tông ta có hy vọng khởi dậy. Trời ơi, lẽ nào đây là thiên phú của anh ta? Ngộ tính siêu phàm như vậy cũng khủng bố quá. Dùng ý niệm tế luyện binh khí độ khó cực lớn, cho dù tu sĩ kim đan kỳ, thiên tư siêu cấp cũng không làm được. Hắn rốt cục là quái vật gì? Hồn vũ khí này ở thế giới đại đấu la cấp trung cũng không được, xem ra vẫn cần rèn luyện nhiều hơn, tìm được thần đao mạnh hơn, luyện thành đan điền đao thể. Nếu không tu phục đan điền còn xa vời vợi. Cái gì, dù cho tế luyện được thần binh cực phẩm, hắn ta lại có vẻ không thỏa mãn cho lắm, yêu cầu nghiêm khắc với bản thân quá. Lâm Phong mau trưởng thành đi, trở thành đại đế đi, Linh Sơn thánh cảnh đợi cậu giúp khởi dậy. Lâm Phong lợi hại quá. Sư muội, xin lỗi Thái Hư sư huynh, anh đã hết thời rồi, chúng tôi bây giờ đều thích là Lâm Phong sư huynh. Bảo sao các sư muội mê muội hắn, mình còn có phần ngưỡng mộ, thánh nữ giá đáo. Tránh ra. Sư huynh, đây là đại đệ tử của Sát Sơn chân nhân Vương Mộng Lộ, là thánh nữ Linh Sơn thánh cảnh, tính cách kiêu ngạo và độc đoán, liên tục ức hiếp chúng ta, khiến người khác ghét bỏ. Lần này có kịch hay xem rồi. Đệ đệ Lý Tư Văn của cô ấy bị sỉ nhục, với tính cách của Vương Mộng Lộ, cô ấy nhất định phế Lâm Phong. Vương Mộng Lộ đã bước vào cảnh giới cơ sở hậu kỳ, mà Lâm Phong vẫn ở luyện khí kỳ, sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên là quá lớn. Lâm Phong e là đen rồi. Anh là Lâm Phong, không sai. Đệ của tôi Lý Tư Văn là cơ sở kỳ đầu có thiên tư rất cao, sao lại bại dưới anh phế vật luyện khí kỳ? Bổn thánh nữ trước nay nhân từ, chỉ cần bỏ lại đây trước quần chúng, liếm sạch giày cho tôi. Sau này gặp người Tiêu Dao Phong bọn tôi, cúi đầu lại, tôi suy nghĩ tha cho anh. Thế nào, Vương Mộng Lộ cô quá đáng. Tuy rằng cô là thánh nữ, nhưng thánh cảnh cũng có quy tắc tông môn. Huyền Thiên Các là nơi trang nghiêm, không phải nơi để cô gây sự. Linh Hy, cô lại bao che một kẻ phế vật không có đan điền. Não cô bị lừa đá à? Lâm Phong có thiên tư của thần tử, là thiên tài trăm năm mới có của Linh Sơn Tông. Anh ấy có nhân cách cao quý, còn cô tuy là thánh nữ, nhưng luận thiên tư hay phẩm hạnh, so với Lâm Phong cô còn kém xa. Tôi là thánh nữ thiên tư cao siêu của Linh Sơn Tông. Tôi nói chuyện với cô thật sự nghĩ mình quan trọng à? Có chuyện gì cô cứ nhằm vào tôi, anh là cái thá gì, dám nói chuyện như vậy với tôi, không có chức thần tử chính là phế vật. Bổn thánh nữ chỉ cần vẩy tay áo, có thể nghiền nát anh thành bột, đúng là hồng nhan họa thủy. Vương Mộng Lộ là cảnh giới cơ sở hậu kỳ, thực lực chênh lệch quá lớn, sư huynh vì nữ nhân cứ chuốc họa vào thân. Thánh nữ đại nhân, vừa rồi tôi cạnh tranh với anh ấy ở trên đường, giá trị sức mạnh ít nhất 7.000 cân, chút thực lực ấy đã sợ rồi,
Tô Giao Phong sao lại có? Hai người yếu đuối như hai người, chỉ là con kiến mà dám hạ nhục bổn thánh nữ. Linh Hy, tôi muốn cô thấy tôi trả đạp tên phế vật này. Thế nào ở trên đất, nếu cô cứ muốn dây dưa đến cùng, vậy tôi chấp nhận thách đấu của cô. Một phế vật luyện khí kỳ, một chân của tôi là đạp chết anh, khiến anh thân bại danh liệt. Đùa gì vậy, Lâm Phong này muốn chết rồi à? Đây hoàn toàn là thách đấu sống còn. Vương Mộng Lộ này là thiên tài siêu cấp, trăm năm có một chỉ, bế quan một năm, đạt đến cảnh giới cơ sở hậu kỳ, thực lực rất mạnh, thủ đoạn cũng tàn nhẫn. Là phúc không phải họa, là họa không tránh được. Mình đã tế luyện dao chảm rồng, có lẽ ngăn chặn được. Cười chết đi được, hôm nay ta muốn mọi người thấy cái gì là uy của thánh tử. Đi chết đi. Cái gì, sao có thể hắn ta chặn được? Một chiêu mạnh của Vương Mộng Lộ, uy lực thất tinh quang mang của Vương Mộng Lộ đủ để tách một cung điện rồi. Nhưng Lâm Phong rõ ràng là tốt hơn, lại chỉ dùng một dao găm không biết tên, lại tiếp được chiêu mạnh bạo như vậy. Thượng cổ phù văn hình như là ký hiệu của đại đế vạn cổ, lẽ nào trong tay hắn ta là đao diệt trời chảm rồng, là thần binh thượng cổ thất lạc? Nghe nói đại đế vạn cổ Lâm Chân Chiêu dùng đao này chém cổ yêu hồng hoang, chinh phục được cả đại lục thần hư. Vậy thì đã sao? Đao diệt trời chảm rồng đã phủ bụi ngàn năm, linh lực trong dao này cũng cạn kiệt. Anh chỉ là con kiến luyện khí kỳ, chẳng qua chỉ là sắt vụn. Vốn cho rằng đối phó con kiến như anh, tùy ý ra vài chiêu khiến anh tìm răng khắp đất. Bây giờ xem ra tôi đánh giá thấp anh rồi. Vậy để anh thấy rõ thực lực thật của tôi. Không lẽ cô còn giấu thực lực sao? Là vòng ẩn linh, vòng ẩn linh. Không sai, hóa ra cô ấy luôn dùng vòng ẩn linh trấn áp cảnh giới tu vi của mình. Từ dao động linh khi để đoán thực lực của cô ấy đã đạt cảnh cơ sở kỳ viên mãn từ lâu. Nói như vậy, sư huynh chả phải gặp nguy hiểm sao? Lâm Phong, tôi khuyên anh tốt nhất ngoan ngoãn xin tha. Bởi vì vòng ẩn linh này tháo ra, linh lực mạnh mẽ bộc phát, bản thân tôi cũng không khống chế được. Tôi khuyên anh tốt nhất chết đi. Cứ đến đi, nếu đã như vậy, vậy tôi tiễn anh đi đi trước một đoạn, làm người tốt đến cùng. Thánh nữ đã bộc phát thực lực cơ sở kỳ viên mãn, lại không thể lay động tới Lâm Phong, quá nghịch thiên. Lâm Phong là người luyện khí mạnh nhất trong lịch sử, thấy sư huynh mới bạo phát linh lực ra, thực lực có lẽ nâng cấp không ít. Hóa ra Lâm Phong lúc tế luyện thần binh sinh ra cộng hưởng với linh đao chảm rồng, một khi linh đao nhận chủ, linh lực của đao truyền vào cơ thể, không chỉ đúc lại xác thịt, còn làm nền tảng dày lên. Đoán linh lực của Lâm Phong bây giờ ít nhất đạt đến 7 trọng thiên. Hoàn toàn không ngờ tên nhãi danh anh lại làm đối thủ của tôi. Kiếm ý của tôi lúc nãy không phải giết, mà là bao vây. Càn khôn hóa khí sát kiếm vạn thiên, thiên cương lục mang hiện. Hóa ra Vương Mộng Lộ dương đông kích tây, trong trận đấu lúc nãy, có vẻ cô ấy dùng toàn lực đánh, thực tế âm thầm bố trí. Kiếm trận lục mang tính khống chế hư không, kiếm trận lục mang tinh, đến từ đại lục Tống Diệu, là kiếm pháp hoàng giai thượng phẩm mật truyền, của nữ kiếm tiên Hạ Lạc Đặc mạnh nhất. Nghe nói bị kiếm trận này thu lại, tu sĩ kim đan trở xuống, không còn ai sống sót. Kiếm trận lục mang tinh đã truyền vào kiếm ý siêu phàm của ta, chỉ cần bị trói anh không thể động đậy, trở thành một con cừu để bị giết thịt. Trận pháp này mạnh vậy bị trói nữa, chắc chắn anh ta thua chắc. Không biết dùng tu vi kiếp trước của mình có thể phá giải trận pháp này không. Lại trận pháp này bí quyết là truyền sức mạnh linh hồn vào trận pháp, trừ tu sĩ cảnh giới đại thừa trở lên, nếu không tâm đạo sẽ bị lung lay. Nếu như tâm ý của cô ấy dao động, kiếm trận này không phá tự vỡ. Bây giờ là lúc nào rồi, sư huynh còn điềm tĩnh nhắm mắt rồi? Không phải ti ta không hiểu đạo lý trong đấy, nhưng lần trước đánh bại Lý Tư Văn, Lâm Phong cũng như vậy. Hy vọng anh ấy nghĩ ra cách phá trận. Hôm nay đã khác, thực lực của thánh nữ đã vượt qua Lý Tư Văn từ lâu, Lâm Phong cũng không làm gì được, chỉ là thoi thóp mà thôi. Đi chết đi, Lộ Lộ. Anh gọi tôi là gì? Lộ Lộ, cô không nhớ tôi sao? Đêm đó một đêm triền miên của chúng ta. Anh nói vớ vẩn gì vậy? Tôi chưa từng gặp anh. Lộ Lộ, cô thật sự không nhớ ra tôi à? Đêm đó, chúng ta lấy cát trắng làm màn, mặt đất làm trải ga, chúng ta triền miên, cả một đêm, ôi mẹ ơi! Thánh nữ này phong lưu vậy, thật không ngờ. Không có, các người đừng có nói vớ vẩn. Tôi thắng rồi, vô sỉ dám làm loạn tâm đạo của ta, khai sơn trảm. Hóa ra thúc đẩy thiên cương lục mang trận, phải tập trung hoàn toàn, một khi tâm sinh dị động, sẽ làm thế trận yếu đi, cho nên lời hoang đường sư huynh mới nói
là để làm sao động đạo tâm của Vương Mộng Lộ. Sư huynh quả nhiên cơ trí đa mưu, muội thấy Vương Mộng Lộ đã kiệt sức rồi. Chuyện bịa ra y như thật vậy. Sư huynh quả nhiên cơ trí đa mưu, muội thấy Vương Mộng Lộ đã kiệt sức rồi. Chuyện bịa ra y như thật vậy, cô nương. Lục căn của cô không sạch, tâm đạo không kiên, khoảng cách chứng đạo thành thánh, e là còn dài. Lâm Phong, Vương Mộng Lộ tôi không tài bằng người, cam chịu thất bại. Cô nương, miễn lễ, cô và tôi đều là đệ tử của Linh Sơn Tông, sao lại thiếu kiên nhẫn? Hy vọng chúng ta sau này có thể động viên nhau, sớm ngày ấn chứng đại đạo. Sư muội Linh Hy sư tỷ chúng ta đi. Xin dừng bước. Vương Mộng Lộ tôi nguyện bên anh theo đuổi anh, cho đến khi anh được đại đạo, anh thấy sao? Tôi không nghe nhầm chứ? Cô ấy là thánh nữ kiêu ngạo nhất Linh Sơn Tông, người khiến tứ đại đệ tử tông môn tranh đấu lẫn nhau, lại muốn làm người theo đuổi Lâm Phong. Không đâu, tôi trình độ thấp, không có tư cách để cô theo đuổi. Tôi từng thề, ai đánh thắng tôi thề chết cũng theo đuổi anh ta. Nhưng tôi có điều kiện. Cứ nói thẳng, sau này đợi tôi tu hành đạt được cảnh giới nhất định, tôi muốn đấu lại với anh lần nữa. Nếu tôi thắng, anh làm người theo đuổi Vương Mộng Lộ tôi. Cũng thú vị. Tôi đồng ý. Sư tôn. Nhất định tin tốt, chắc hẳn Lâm Phong bị thánh nữ đập cho tan xác rồi. Không có Lâm Phong không những thu phục, thánh nữ làm người theo đuổi, còn có được thần binh thượng cổ, giao diệt thiên trảm rồng. Cái gì? Giao diệt thiên trảm rồng là thánh vật của Linh Sơn Tông ta. Nếu như đoạt vật này về, nhất định danh tiếng của Tiêu Giao Phong ta bay xa. Là lúc để tiểu quỷ đó thấy được thực lực khủng bố của đại thừa rồi. Lâm Phong ngươi chết chắc rồi. Đồ nhi, đan điền của con bị hư, cho dù dùng đao pháp hỗn độn tu luyện, ít nhất cũng phải 50 năm mới tu phục đan điền. Nếu con có cơ duyên với đại đế Lâm Chân Chiêu, vậy thầy sẽ truyền thụ cho con một công pháp thượng cổ, không diệt đao thể, có thể giúp con tìm cách khác mau chóng tu bổ đan điền. Nay ta đã chuyển công pháp vào ý thức của con, bí quyết sử dụng con dao như đan điền, thay cho đan điền của con. Từ đó luyện thành thần thể người đao hợp nhất, không diệt đao thể. Sư tôn, cần bao lâu mới tu thành không diệt đao thể? Ít nhất cũng phải đạt được kỳ viên mãn không diệt đao thể mới được. Nhưng, với thiên chất của con, sư tôn cảm thấy, không quá 5 năm có thể tu phục đan điền. 5 năm, quá lâu. 5 năm còn chê lâu. Đây đã là thần tốc rồi, vậy con muốn bao lâu? Một ngày. Không diệt đao thể là công pháp khó luyện nhất ở đại lục thần hư ta, cho dù đại đế vạn cổ, thiên chất hơn người cũng tuyệt đối không thể. Đệ tử nguyện thử, vi sư biết con, gấp gáp muốn tái tạo lại đan điền, nhưng... phải uống rượu từng ngụm, đi từng bước một, đi bước lớn dễ vấp ngã, nhớ lúc đầu ta nhìn thấy cánh cửa mở đầu, cũng phải mất 10 năm. Dục tốc bất đạt. Sau này đi theo vi sư luyện cho tốt, trong 5 năm ta. Vậy mà nhìn thấy cánh cửa mở đầu rồi, sao có thể? Cánh cửa mở đầu thôi. Vi sư năm đó cũng mất 10 ngày. Sư phụ người nói 10 năm, 10 năm gì, nhất định con nghe nhầm rồi. Chu Thiên Phục khởi vạn pháp tuần hoàn, tòa kỳ nhuệ giải kỳ phân, hoa kỳ quang đồng kỳ trần duy đại đạo vô hình. Vậy mà đã đạt đến cảnh giới tiểu thành rồi. Cảnh giới tiểu thành vẫn chỉ là giai đoạn sơ cấp, sau này càng ngày càng khó hơn, muốn một ngày luyện được, ngay cả khi con có tài năng vô song, cũng còn xa lắm. Dẫn động linh khí vận chuyển giữa đất trời. Đây là dị tượng luyện cảnh giới đại thành, trong suốt lịch sử tu luyện, còn có ai có cảnh giới siêu cấp thế này? Không thể tin được, lại có thể dẫn động dị tượng thiên địa, hiếm thấy như vậy. Lại có một cao nhân ở Linh Sơn Tông, lĩnh hội được cảnh giới cao cấp. Mình sao nói chữ lại? Chỉ cần một ngày, tu luyện được cảnh giới đại thành, cho dù đại đế vạn cổ, cũng khó làm được, đúng là thiên chất cao cấp, không ngờ Linh Sơn Tông ta lại xuất hiện một yêu nghiệt tuyệt thế, chưa từng có. Có hy vọng khởi dậy rồi, tôi nghĩ đây có lẽ là giới hạn của anh ấy. Lúc đầu Thanh Hòa, tu luyện đến cảnh giới đại thành, cũng mất hơn chục năm, không ngờ thần tử, một ngày là dễ dàng hoàn thành rồi. Đúng là thần tích chưa từng có. Đáng tiếc không gia nhập Hồng Hưng môn của ta, nếu không, Hồng Hưng tôi lại có một vị cổ hoặc đao tiên, giống cấp bậc Trần Hạo Nam rồi. Quá
quá tốt rồi, nay giao chạm rồng nhập thể với con. Quá trình phục hồi giao thể chính là thời khắc quan trọng, tái tạo lại đan điền. Đồ nhi tuyệt đối không được dao động đạo tâm. Tập trung ý niệm tu tâm, nhanh chóng ngưng tụ đan điền. Vi sư giúp con một tay, hóa ra giao chạm rồng, hội tụ linh khí trời đất để phục hồi đao thân. Mình mơ hồ cảm nhận được linh khí ở trong ngực, nước thần này ta mất trăm năm để chiết xuất đều ở đây. Xem dao này có thể hấp thụ được bao nhiêu. Vậy mà vẫn chưa đủ. Không hổ là thần binh cực phẩm đại đế vạn cổ. Có thể dung nạp tinh hoa linh khí nhiều đến vậy. Lâm Phong lại có thể giúp giao chảm rồng, thu nạp linh khí cho cậu ta. Cậu ta làm thế nào? Giao chảm rồng kiêu hãnh đứng trên tất cả. Lâm Phong, nay giao chảm rồng linh lực dao động bộc phát ra, có nghĩa bất cứ lúc nào, không còn chịu được áp lực giao phong, mau dừng lại. Lâm Phong, nay giao chảm rồng, linh lực dao động bộc phát ra, có nghĩa bất cứ lúc nào, không còn chịu được áp lực giao phong, mau dừng lại, một khi xác thịt con không chịu được nữa, con sẽ bị giao phong này, nghiền nát, không con còn có thể chịu được, nhất định phải làm được, trở thành tiên tu mạnh nhất, trở lại Bắc Minh tiêu diệt con rồng độc ác, thù này không báo không từ bỏ. Linh lực trên người tôi, sao đột nhiên bị rút cạn, rốt cuộc là ai làm? Cửu tiêu lôi động. Chảm rồng tái tạo nhất đao hóa thiên. Vạn cổ trường tồn. Đao chảm rồng cuối cùng hiện thế rồi. Đao chảm rồng lại nhập vào xác thịt của Lâm Phong, cậu ta thật sự luyện thành cảnh giới viên mãn. Không diệt đao thể bước đầu, chuyện này mà truyền ra ngoài, nhất định gây chấn động cả giới tu luyện. Đồ nhi chúc mừng con tái tạo đan điền. Từ nay về sau, không cần ngưng tụ đan điền để tu tiên, mà dùng đao làm cơ thể, lấy đan điền làm đao thiên hạ, lấy ý của đao thiên hạ nâng cấp cảnh giới. Ý đao càng mạnh, cảnh giới của con càng mau chóng nâng cấp, được nhiều sự giúp đỡ, khí lực của con đã vượt qua 10 lần người cùng tu hành cảnh giới, thậm chí mười mấy lần. Linh khí bây giờ trong người con rất lớn. Cần phải mở rộng kinh mạch để chuyển hóa. Đồ nhi ta chuẩn bị một bồn tắm thuốc cho con. Mau đi đi. Vâng sư tôn. Sư huynh, trước khi sư phụ bế quan đặc biệt dặn dò muội, bảo muội dùng máu kỳ lân đun sôi để tắm thuốc, để kinh mạch lưu thông, sẽ làm cho linh khí trong người huynh tinh khiết hơn. Huynh tắm thoải mái đi, muội đi chuẩn bị thuốc uống cho huynh. Các bạn đang xem trên kênh YouTube Khoa Review. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Lần tắm lần trước khi gương vỡ, chắc là chuyện nhỏ ngàn năm trước, thoải mái thật, Lâm Phong, tối nay, để em hầu hạ anh. Lâm Phong, tối nay, để em hầu hạ anh. Để anh trải nghiệm, niềm vui song tu. Anh trốn cái gì, sợ em. Ăn anh à. Cô không lẽ ăn phải hợp hoan tán à. Em không phải là nhớ anh sao? Vương Mộng Lộ, tôi đồng ý để cô theo đuổi tôi, không phải để cô như vậy. Anh Phong, hôm qua, em nghe nói anh đúc thành công, giao diệt trời chảm rồng. Có thể cho em xem không? Cô muốn xem cái này. Nó thực chất trong cơ thể tôi. Cô đừng hiểu lầm. Tôi nói là đau trong cơ thể, đáng ghét. Vậy, em xem sâu bên trong. Cô không phải Vương Mộng Lộ, cô rốt cục là ai? Cô không phải Vương Mộng Lộ, cô rốt cục là ai? Ta đã dùng thuật ẩn nhan, vận dụng thần hóa như vậy. Cho dù tu sĩ cảnh giới sơ sinh, tất cả họ đều bị ta làm mê hoặc. Tiểu quỷ kỳ cơ sở nhỏ bé ngươi, làm thế nào nhìn ra, ông có cao siêu hơn nữa, nhưng có những vật giống nhau, ông không biến được. Ta vốn dĩ định, yên lặng đặt lấy đao chảm rồng, giữ lại mạng nhỏ của ngươi, không ngờ, ngươi lại luyện thành không diệt đao thể, vậy ta chỉ có thể hủy đan điền của ngươi, lấy đi đao chảm rồng, ông đúng là tự tạo nghiệp không được sống, ta là tu sĩ cảnh giới đại thừa, giết kỳ cơ sở như ngươi, như giết con kiến đơn giản vậy. Ta khuyên ngươi tự hủy đan điền, nộp ra đao chảm rồng, nếu không hoa khôn thủ của ta một khi tung ra, ngay lập tức, biến ngươi thành tro bụi.
Sát Sơn chân nhân sao lại là ông? Tôi khinh, ông Đường Đường là đại thừa, là chủ của một phong, ông cảm thấy cậy to ép nhỏ, ông không thấy xấu hổ sao? Thật thô lỗ. Lão phu hôm nay dạy cô, thế nào kính già yêu trẻ? Tuy nói hoa khôn thủ của ta, chỉ vẫy ra công lực không đến một thành, nhưng cho dù như vậy, dù là tu sĩ kỳ kim đan, cũng tan thành mây khói. Lâm Phong, ngươi quả nhiên là kỳ tài. Đáng tiếc, ngươi bái thanh hỏa phế vật đó làm thầy. Đối đầu với ta, nếu ngươi gia nhập sơn môn của ta, nhất định giúp ngươi dùng thiết sơn kháo, trùng chính đại đạo, sát sơn chân nhân. Nếu ông chấp niệm lấy đan điền của tôi khuyên ông nên về đi. Chư tỷ sát thông cố làm ra vẻ, lão phu muốn lấy đan điền của ngươi, dễ như lấy đồ ở túi ra vậy. Thiết sơn công của ta, đã khiến đan điền của ngươi nát rồi. Trong 3 ngày không sử dụng lần thứ hai, bây giờ ngươi chỉ là một con cừu trở bị giết thịt. Làm sao đây, nay sư tôn bế quan, lần này e là lành ít dữ nhiều. Cho dù ông có muốn luyện hóa đao chảm rồng, cũng không thể giúp ông đột phá cảnh giới đại thừa. Kỳ lạ, tiểu quỷ này làm sao biết mình muốn luyện thần binh nâng cấp cảnh giới. Sát sơn chân nhân, vấn đề của ông là muốn nhanh chóng thành công, nuốt phải một lượng lớn thuốc tiên bị cấm để gia tăng tu vi. Cho dù nâng cấp cảnh giới trong thời gian ngắn, nó cũng chỉ làm ông linh căn của ông bị hại thôi. Ăn nói hồ đồ, sư huynh lẽ nào lại dùng kế, lại có thủ đoạn vậy để kéo dài thời gian. Hôm nay là ngày chết của ngươi. Chỉ cần khai thông một chỗ, ông có thể đột phá đại thừa, đột phá thành độ kiếp, còn dám bỡn cợt lão phu, chỉ là con kiến kỳ cơ sở, còn muốn chỉ bảo lão phu tu luyện, ta thấy ngươi là ếch ngồi đáy giếng, giả mạo thần y. Hôm nay ta không nghiền ngươi thành tro, ta không phải sát sơn chân nhân, tôi hỏi lại ông một câu hỏi, có phải ông luôn cảm thấy, kinh mạch không ổn định, linh căn bị yếu, thường có triệu chứng không thể vững? Ăn nói hồ đồ. Linh căn lão phu rất ổn định, cứng như tinh thép, cho dù quan hệ tình dục vô số lần, vẫn vững như cột trời, cứng miệng cũng vô dụng thôi. Độ đục của ông đã ăn mòn đan điền của ông, sẽ không mất nhiều thời gian tẩu hỏa nhập ma. Không tin, ông đi kiểm tra xem. Sao lại như vậy? Đó là vì ông uống quá nhiều thuốc tiên cấm, dẫn đến ăn mòn đan điền, mà ông lại đam mê song tu không biết tiết chế, dẫn đến linh căn bị hủy. Nếu không loại bỏ độ đục, không quá 3 năm cảnh giới không nâng lên được, lại còn tẩu hỏa nhập ma, có cứu được không? Ông đã sống hơn 3.000 năm rồi, đủ rồi, cái này. Thần tử đại nhân, ngài đại nhân đại lượng, khẩn cầu ngài giơ cao đánh khẽ, chỉ cho tôi đường đi. Thần tử đại nhân, ngài đại nhân đại lượng, khẩn cầu ngài giơ cao đánh khẽ, chỉ cho tôi đường đi, muốn tôi đáp ứng. Cũng không phải không được, sau này ông đừng đến Thanh Hòa Phong chúng tôi tìm rắc rối là được. Không vấn đề, chỉ cần ngài chịu cứu tôi sẽ nghe theo ngài. Ông để ý niệm trở về đan điền, nhớ khẩu quyết của tôi. Định Trung Nguyên Thần Tĩnh Vận Hồng, Lục Căn Vô Lậu Đắc Tuần Hoàn. Thần kỳ quá. Cảm giác linh căn rực cháy mạnh mẽ vô cùng, kinh mạch khắp người vận chuyển nhanh chóng. 3.000 năm rồi, lão phu chưa từng được dễ chịu như vậy. Thật lợi hại. Ta cuối cùng đột phá đại thừa, tiến vào cảnh độ kiếp. Lão phu khổ luyện ngàn năm, cũng chưa từng đột cảnh. Hôm nay vinh hạnh có cao nhân chỉ điểm, đó thực sự là phước lành lớn lao của tôi. Sư phụ ở trên, xin nhận một bái của đồ nhi, từ nay về sau chỉ tuân theo lời sư phụ. Sư huynh đúng là khó lường, tùy ý truyền thụ khẩu quyết liền thu phục một vị đại năng, cái này cũng nghịch thiên quá. Thật nguy hiểm, nếu không nhờ vào ký ức kiếp trước, đao đan của mình có lẽ không giữ được. Tôi thấy miễn đi, Lâm Phong, tôi không nhận đồ nhi tư chất ngu đần, ông nên đi đi, được tôi nghe sư phụ. Ngài chính là bố mẹ tái sinh của tôi, bất luận thế nào, tôi cũng muốn nhập môn theo ngài, cho dù là đệ tử ngoại môn cũng được. Sư muội. Tiêu rồi, sư muội lúc nãy vì đỡ một trưởng của sát sơn, gián đoạn kinh mạch, thiên trung huyệt của sư muội bị tổn hại, âm dương bị mất, nếu không trị thương kịp thời, sư muội e là nguy hiểm tính mạng. Không được sư muội.
quần áo ngăn trở, không thể đưa linh khí thuần dương truyền cho muội. Sư huynh, vậy cởi quần áo ra đi. Đắc tội rồi sư muội. Sư muội, cảm thấy luồng khí nóng ấm không? Sư huynh, nhưng em vẫn thấy lạnh. Không xong rồi, mình đang trong giai đoạn vận công, một khi động đậy sẽ nguy hiểm kinh mạch nghịch hành. Sư huynh, lúc trước là em không tốt. Sư huynh, muội thích huynh. Sư muội, thời khắc quan trọng, tuyệt đối không thể động đậy loạn. Sư huynh huynh tỉnh rồi, đây là món súp sư muội đặc biệt nấu. Đã sử dụng hàng trăm tiên thú linh tiên, nấu thành. Có thể giúp huynh bồi bổ tinh khí, huynh thử đi. Sư muội, tối qua là bí mật của chúng ta, sư huynh nhất định phải giữ kín. Sư muội, Lâm Phong sao cậu lại ở đây? Người của Vô Cực Tông tới rồi, chuẩn bị tổ chức một trận tỉ thí với Linh Sơn Tông chúng ta. Trưởng lão bảo tôi tới thông báo, toàn bộ đệ tử nhất định tham gia. Được, vậy tôi sẽ đi gặp bọn họ. E là không được, theo quy định, cậu bây giờ là đệ tử nhập môn cấp sơ, không đủ điều kiện tham gia thi đấu võ thuật. Đây không phải đạo hữu Thanh Hòa sao? Thi đấu sắp bắt đầu rồi. Lúc này, đệ tử Linh Sơn Tông, sau khi bị đệ tử ta tra tấn xong, đừng khóc lóc nha, chỉ e đồ đệ của ngươi, cũng giống ngươi năm đó. Bị ta đánh cho sợ chết khiếp quần cũng không kéo lên. Đó là trò đùa lớn rồi. Cô, ta nói cho cô, nếu không phải ta năm đó, món nợ này ta nhất định phải trả. Vốn muốn nhân cơ hội này rèn luyện, đao thể mà bản thân lại không được lên. Lâm Phong không sao, tuy bây giờ cấp độ của cậu không thể tham gia, nhưng thiên tư của cậu là người tài ba ở Linh Sơn Tông, năm sau cậu tham gia chắc chắn sẽ tỏa sáng. Đa tạ sư tỷ an ủi. Hôm nay Vô Cực Tông không ngại xa xôi đến đây giao lưu, hy vọng các vị đệ tử trân trọng cơ hội đấu võ lần này. Ta tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu. Có thể đấu với Đặng Tiên Bân tôi xếp hạng đầu, e đám rác rưởi các người được. Khoảnh khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời. Ngươi nói ai là rác? Cô nương, tôi không nhằm vào cô, tôi nói các vị ngồi đây đều là rác. Quá kiêu ngạo, hôm nay thánh nữ Linh Sơn Tông ta điểm màu sắc cho ngươi xem, nếu cô muốn tự mang nhục tôi thành toàn cho cô, lục mang tinh kiếm của ta giết người vô hình, ngươi tốt nhất mang theo quan tài, tránh bị phơi xác ở nơi hoang vu. Không ngờ những lời này lại từ miệng một con gà yếu ớt, đúng là không thể không cười. Đây là quái vật gì? Linh lực của mình hoàn toàn bị hắn trấn áp, lục mang tinh kiếm thế như cầu vồng, tật phong như xế, đệ tử cùng cảnh giới không thể đỡ được. Tiểu tử này nhẹ nhàng giơ hai ngón tay là tiếp được kiếm, sức mạnh thật đáng sợ. Tôi vốn không muốn quan tâm cô, nhưng cô cứ ép tôi ra tay, thật sự hết cách với người ngu xuẩn như cô. Ngươi dám coi thường ta? Không chơi với cô nữa. Tiểu tử này tuy ngữ khí vênh váo, nhưng đích thực là một thiên tài. Hiện tại khí lực đạt đến 3.000 cân trở lên, cho dù Lâm Phong lên, chưa chắc là đối thủ của cậu ta. Cô nương, sao cô bị thương rồi? Đúng là đau trên người cô, đau trái tim tôi. Hay là tối nay tới phòng của tôi, y thuật của tôi rất cao siêu. Đường đường tông môn đệ tử, lại nói những lời nói bẩn thỉu, đúng là vô sỉ. Sao, con gà non tơ này, cũng muốn giao lưu so tài với tôi? Chúng ta cùng nhau lên. Cái gì, hai đệ tử giỏi nhất Linh Sơn Tông bị hắn đánh bại dễ dàng vậy? Đặng Tiên Bân đã bước vào kim đan sơ kỳ, Mười Mộng Lộ và Dĩnh Kỳ cũng không đấu lại được. Không ngờ đệ tử Linh Sơn Tông dễ bị tổn thương vậy. Đồ nhi của ta còn chưa ra toàn lực, một kẻ đánh được cũng không có, đá ngã hai con gà yếu ớt,
không có cảm giác thành tựu, đáng ghét. Ta vốn là người thương hoa tiếc ngọc. Vốn dĩ còn muốn mời cô, tối tới phòng ta làm khách, nhưng cô cứ không nhận tình, mà lại hết lần này tới lần khác được nước làm tới. Vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn phá hoa. Đợi đã. Con chuột vô danh ngươi chui lên từ cái lỗ nào? Đây là đệ tử mạnh nhất Linh Sơn Tông chúng ta, thần tử Thích Nhật được chống thần công nhận, con gà yếu này á, cũng làm chống thần nhận chủ, ta thấy chống của tông môn các người, cũng nên mang về sửa đi. Cứ để đệ tử mới nhập môn mấy ngày như tôi, Lâm Phong, đến gặp anh. Lâm Phong tại sao muốn ứng chiến? Cho dù cậu ta thiên tài hơn nữa, cũng khó bù đắp khuyết điểm đan điền bị hoại, giá trị khí lực của cậu ta, tư cách tham gia cũng không có. Cạnh tranh hấp tấp, sẽ làm Đặng Tiên Vân tra tấn đến chết. Đúng vậy. Lâm Phong gia nhập Linh Sơn Tông mấy ngày ngắn ngủi. Trận đấu này với anh ta quá nguy hiểm. Ngươi nói, ngươi mới gia nhập mấy ngày, không đến 3 ngày. Mới nhập môn 3 ngày, ta thấy loại như ngươi, hít khí còn chưa học xong, hai người lúc nãy là rác, còn ngươi chiến binh trong thùng rác. Ta không cảm thấy ngươi mạnh lắm, một kẻ hèn nhát như ngươi, ta dẫm liên tiếp 20 kẻ. Một giọt mồ hôi cũng không chảy, vậy ta đứng tại chỗ không động. Đánh bại ngươi. Bộ mặt ngông cuồng của ngươi, thật sự khiến người khác ghét. Ngươi đến hết sức đi. Lâm Phong chỉ dùng tay không, liền tiếp được chiêu của Đặng Tiên Bân. Không chỉ như vậy từ góc độ lực lượng, Lâm Phong kỳ thực có chút áp chế hắn. Sao có thể, Đặng Tiên Bân là kim đan sơ kỳ. Xét về cảnh giới hai người hoàn toàn khác nhau, theo phán đoán tình tiết bình thường. Lâm Phong nên bị nghiền thành bột rồi. Lẽ nào hắn có hào quang của nhân vật chính sao? Sao lại thế này? Trưởng lúc nãy mình đã dùng toàn lực, vậy mà vẫn bị hắn áp chế lại. Trong bầy gà yếu này, ngươi là người duy nhất khiến ta nghiêm túc, nhưng khoảnh khắc ta rút kiếm. Ngươi chỉ là cái xác, thần trưởng vô cực chỉ là ta, thường dùng huyền giai công pháp, chứ không biết thần mật kiếm pháp, mới là thuật phải giết của hắn. Nghe nói người từng thấy kiếm pháp của hắn ta, đều bị giết hết rồi không ai còn sống. Hôm nay dùng máu của ngươi, để nuôi dưỡng kiếm bạo phong của ta. Lẽ nào là từ Demacia? Lẽ nào là từ Demacia? Sao lại trong tay hắn? Kiếm bạo phong, không sai. Thanh kiếm này được làm từ băng đen cực lạnh, chứa đựng sức mạnh khủng khiếp của Demacia. Thanh kiếm này sẽ uống máu khi được rút ra khỏi vỏ. Nếu không sẽ không vào lại vỏ. Nghe nói chiến binh mạnh nhất huyền thoại Galen dùng thanh kiếm này để chiến đấu trong rừng. Kỹ năng độc đáo đông dương kích tây với một tay, chiến đấu trên khắp lục địa Demacia. Theo truyền thuyết thanh kiếm này nằm trong bãi cỏ, cho dù không có cũng có sức mạnh to lớn, đủ để xẻ Lâm Phong thành từng mảnh. Vậy Lâm Phong chả phải lành ít dữ nhiều sao, Demacia? Sư huynh cẩn thận. Kiếm khí bá đạo như vậy, có thể làm dung chuyển Thái Sơn. Đúng vậy, chuyển động nhanh chóng năng lượng của kiếm, cộng hưởng với sự luân chuyển, sức mạnh của thanh kiếm được nhân đôi. Lâm Phong cẩn thận. Hay Lâm Phong hay lắm, Lâm Phong thật lợi hại. Hắn ta cho rằng có thể tiêu diệt chúng ta nữa kìa. Nhưng cái này cũng khó tin quá. Anh ta mới nhập môn 3 ngày, ta nhập môn 3 năm. Trước mặt anh ta chỉ là rác rưởi đám gà que. Cái gì Lâm Phong chỉ dùng một tay là phá được kiếm bạo phong? Phải biết kiếm này đủ để chia đôi đại điện. Đặng Tiên Bân ta từng giết vô số kẻ mạnh kim đan kỳ, từng độc lập thất bại trong cùng cảnh giới. Ta đã từng do dự, nếu thế giới này ta không thể tìm được đối thủ xứng đáng nữa, ta liền bế quan không ra nữa. Nhưng tạo hóa trêu người, không ngờ con chuột nhãi như ngươi lại có tư cách làm đối thủ của ta, đúng là ngoài ý muốn. Vừa nãy ta chỉ dùng công lực 3 tầng thăm dò công pháp của ngươi, sau đây ta sẽ dùng toàn bộ sức lực. Đúng vậy, Lâm Phong tuy cản được kiếm của Đặng Tiên Vân, nhưng khoảng cách sức mạnh quá chênh lệch, vẫn không khó vượt qua, vậy để ngươi nếm thử sự lợi hại của kiếm bạo phong cảnh giới viên mãn. Tìm khắp đại lục thần hư không ai cản được huyền giai kiếm pháp của Đặng Tiên Bân, kiếm pháp dùng kiếm quyết, đánh thức sức mạnh Demacia trong nó, hình thành sức mạnh vũ bão vạn lưỡi dao, nhất kiếm vạn kiếm lưu phát. Đừng nói kỳ cơ sở, cho dù luyện thể kim đan kỳ, e là cũng bị xé thành trăm mảnh, tan thành mây khói. Lâm Phong, dù ngươi có chín mạng cũng không đủ chết, Demacia. Không, không thể nào, với sức mạnh của Demacia, kiếm phong không thể phá hủy, cho dù kim đan kỳ cũng bị giết trong một ép, chỉ là kỳ cơ sở sao lại nghịch thiên như này,
lẽ nào hắn lén lút gửi giỏ trái cây cho biên kịch là không diệt đao thể? Không thể nào, cho dù đại đế vạn cổ Lâm Chân Chiêu cũng cần tới mấy chục năm mới đạt cảnh giới sơ chứng. Lâm Phong lại chưa tới 3 ngày đạt đến tầm cao chưa từng có, không thể dùng thiên tài mô tả anh ta nữa. Anh ta chính là biến thái linh khí thật bá đạo đến nỗi không cả nhăn mày. Hắn rốt cục là quái vật gì? Đây là kết quả tầng 30 đao quyết hỗn độn thêm cả thần binh làm đan điền, không diệt đao thể tái tạo lại không thua kém bất kỳ luyện thể kỳ kim đan. Quá mạnh rồi, mới 3 ngày, nhập môn 3 ngày từ lúc hỗn độn sơ khai, mình chưa từng thấy đệ tử nghịch thiên như vậy. Không đến 10 năm tu vi của hắn có khi vượt qua mọi thánh nhân. Không thể nào, ngươi sao có thể dễ dàng chống lại kiếm vạn bạo phong của ta? Ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết, đợi đã, không bằng người ta thì phải nhận thua, tức giận vô cớ cũng vô dụng. Thi đấu hôm nay, Vô Cực Tông tôi cam chịu thất bại, nhưng Lâm Phong ngươi đừng vui mừng quá sớm. Sớm muộn có một ngày đệ tử Vô Cực Tông ta sẽ đè chết ngươi. Lâm Phong tôi nhất định đi đến cùng. Tiêu rồi. Linh Sơn Tông ta có họa sắp tới. Yêu tinh họa dáng, hạo kiếp lâm thế, để ngăn chặn đại nạn này, mình nhất định tìm ra cách luyện thành không diệt đao thể tối thượng mới được. Nói. Lâm Phong ở đâu? Linh Sơn Tông. Lâm Phong, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sư tôn làm thế nào mới mau chóng tu luyện không diệt đao thể tối thượng? Không diệt đao thể tối thượng là thần thể số 1 của đại lục thần hư. Ngàn năm nay, ngoại trừ đại đế vạn cổ Lâm Chân Chiêu ra, không ai có thể luyện thành công không diệt đao thể tối thượng. Còn cần cơ duyên có người luyện đao quyết hồn độn tới 70 tầng thành công rồi. Cũng có người luyện đao quyết đến 100 tầng, cuối đời cũng không thể lĩnh hội. Còn có một cách, đó là uống ngũ tạng cửu nguyên đan, nhanh chóng ngưng tụ đan điền trong cơ thể con, giúp con trong thời gian ngắn luyện thành không diệt đao thể tối thượng. Ngũ tạng cửu nguyên đan, ngũ tạng cửu nguyên đan này tuy là đan dược cực phẩm trong truyền thuyết, nhưng đan dược này đã thất truyền ngàn năm, đến cả đan bảo các cao cấp nhất ở đại lục thần hư cũng chưa từng luyện được một viên. Ngũ tạng cửu nguyên đan tên không quen lắm, nhưng kiếp trước ở thế giới đại đấu la, thuật luyện đan của mình cũng coi là không tệ, đan phương càng quen thuộc với mình. Nếu cần đan phương đến đan bảo các, có thể luyện ra ngũ tạng cửu nguyên đan. Sư tôn đan bảo các ở đâu? Tham kiến các chủ. Lâm Phong của Linh Sơn Tông tới cầu kiến. Tại hạ Lâm Phong có chuyện cần giúp. Chuyện gì? Tôi muốn mượn lò luyện đan bảo các luyện chế ngũ tạng cửu nguyên đan. Ngũ tạng cửu nguyên đan. Công thức ngũ tạng cửu nguyên đan này thất truyền từ lâu rồi, chỉ có đan đế thượng cổ Đông Quan Kiệt, ông ta mới biết. Ngay cả khi tôi cho anh mượn vạc thuốc này cũng vô ích. Miết tiên, có phải người dùng hợp hoan tán bị hư não rồi không? Tìm tên chuột nhãi vô danh này đến đây. Ở đây Lè thiên hạ, các chủ, công thức của Đông Quan Kiệt có khuyết điểm, thiếu một vị bảo bối thiên địa thiếu âm dương, mà tôi thêm cải tiến trong công thức thêm một vị cỏ huyết kỳ lân, sẽ làm cho công hiệu ngũ tạng cửu nguyên đan tăng lên. Công thức này mong ông xem qua. Ngươi to gan thật, dám lấy một công thức giả đến lừa các chủ ta. Ngươi to gan thật, dám lấy một công thức giả đến lừa các chủ ta. Đây là tôi đích thân viết sao lại giả? Đây là công thức đan cực phẩm nhất ta từng thấy. Vậy mà trong thành tựu thuật giả kim, vượt qua đan đế thượng cổ Đông Quan Kiệt. Nhưng không sao, ta đã nói đơn này là giả, rồi ta chỉ cần giữ nó lại. Như vậy ta âm thầm luyện ra ngũ tạng cửu nguyên đan, ta có thể vượt cả Đông Quan Kiệt rồi. Các chủ, nghe nói người này trước kia được nhận làm thần tử, có mệnh thông thiên. Anh ta không thể lấy công thức giả lừa ngài. Người đâu, đuổi tên lừa đảo này ra khỏi đan bảo các. Đợi đã. Vô danh thử bối tiêu tiểu chi đồ, dám trước mặt chủ cua ả đan bảo các giở chiêu trò. Ngươi có biết, hai đệ tử này đều ở kỳ kim đan. Hôm nay ngươi có cánh cũng không thoát khỏi đan bảo các ta. Ta muốn xem ngươi còn trò gì. Cho dù ông muốn độc chiếm công thức luyện linh đan này, ông cũng không thể luyện chế. Chết đến nơi rồi, ngươi còn ở đây ra vẻ huyền bí,
Các chủ, luyện chế ngũ tạng cựu nguyên đan cần dung khí cực phẩm vạc tráng men tím hỏa, càng cần hồn phách tiên đế để ủ dung hòa. Nếu tôi đoán không sai, ông chỉ là linh căn hạ phẩm, cho dù ông tu luyện 50 năm cũng chỉ là người luyện đan hạ phẩm. Nếu không phải nhờ bố ông, có khi ông tư cách làm dược đồng cũng không có. Ăn nói bừa bãi, khi lão phu khi trẻ là anh tài trẻ tuổi, linh căn của lão phu bây giờ trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Ta làm chủ đan bảo các đó là do thực lực, các chủ đừng cứng miệng nữa. Tôi thấy linh căn của ông vừa nhỏ vừa ngắn, không tin các người tự mình xem. Nhỏ như vậy, không được xem. Linh căn của ta gần đây thử đan dược, cảm thấy ốm nó tạm thời ngắn vậy, bình thường dài lắm. Tôi không đoán sai thì ông uống bát bảo linh tiên đan, khi tôi luyện chế mật dược này, tuyệt đối không có ai nhìn thấy. Tôi nhìn thấy suy đồi linh căn của ông, là có thể đoán ra, ông uống bát bảo linh tiên đan, linh dược này là công thức của thượng cổ. Sao ngươi lại biết? Ngươi nhất định là mèo mù vớ cá rán, ngươi khéo lừa đúng chứ? Tôi đoán ông chỉ đọc một nửa đầu, còn nửa sau là tự mình nghĩ ra. Sao ngươi biết ngươi rốt cục là yêu nghiệt nơi nào? Ông có những triệu chứng này, chính là vì ông chỉ xem nửa đầu, màu nửa sau có một vị thuốc dẫn quan trọng nhất. Ông không biết cho nên càng uống, linh căn càng phản phệ càng ngày càng ngắn. Lâm Thiếu Hiệp, ngài phải cứu tôi, cũng được tôi có cách giúp ông hồi dương, ân công mau nói đi. Đây là Tam Dương Hỗn Nguyên Đan, dùng pháp chí cương chí dương luyện thành. Ông uống nhầm linh đan, gây tích tụ độc tố trong cơ thể, mà hỗn nguyên đan này, vừa hay có thể trung hòa chất độc trong cơ thể. Ông thử nghịch hành kinh mạch, giải độc hoàn dương, có khi còn có thể giúp ông đột phá cảnh giới. Thần kỳ quá, trong chớp mắt linh căn của các chủ tăng trưởng thần tốc, giống như chiếc gậy vàng của Tôn Ngộ Không, nhất trụ kình thiên thế bất khả đương. Không thể tin được, ân nhân, ngài đúng là bố mẹ tái sinh của tôi. Các chủ vậy bây giờ, lò đan có thể cho tôi mượn không? Mọi đồ ở đan bảo các tôi, ngài cứ tùy ý dùng. Các bạn đang xem trên kênh YouTube Khoa Review, chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cuối cùng luyện thành rồi, toi rồi. Đại nạn sắp tới, mình phải về Linh Sơn Tông ngay. Đồ nhi, ngũ tạng cựu nguyên đan, tuy có thể tăng tốc lưu chuyển kinh mạch, thu thập ngay sức mạnh linh lực, nhưng mọi vật nhất định phản lại. Một khi con không chịu được, linh lực đè lên tụ tập lại, đao đan sẽ bị phá hủy, đến lúc đó con cũng bị hủy. Cho nên, khi lĩnh hội nhất định cẩn thận. Đồ nhi ghi nhớ. Lâm Phong tuy điều động phần lớn linh lực kinh mạch trong cơ thể, nhưng khoảng cách luyện thành không diệt đao thể tối thượng như ánh trăng sáng với huỳnh quang, ngoài tầm với. Cậu ta lại lợi dụng cảnh giới hỗn độn để hút linh khí thiên địa, xem ra cậu ta đã đạt đến cảnh giới đại thành của không diệt đao thể. Chấn can trung hưởng. Tông môn cấp báo, đồ nhi. Bây giờ là thời khắc quan trọng, để con luyện thành công diệt đao, con phải toàn tâm chú ý không được phân tâm. Linh Sơn Tông, muốn dựa vào trận pháp bảo vệ yếu ớt này, để ngăn chặn ta sao? Hắc Long tu vi này quá cao. Trận pháp bảo vệ chúng ta bố trí đã bị thủng rồi. Hỏng rồi, trận pháp bảo vệ xuất hiện lỗ hổng, long ác mà vào hậu quả không dám nghĩ tới. E là, Linh Sơn Tông sắp đối mặt họa diệt rồi. Lẽ nào ông trời muốn diệt Linh Sơn Tông ta sao? Thanh Hòa, may là cô tới kịp, nếu không hậu quả không dám nghĩ. Trận pháp này chỉ có thể duy trì trong nửa tiếng. Một khi linh lực chúng ta cạn kiệt, con rồng ác đó sẽ nuốt chửng tất cả chúng ta. Sư tôn bây giờ phải làm sao? Bây giờ có thể quyết định sống chết của Linh Sơn Tông, e là chỉ có Lâm Phong. Tiêu rồi, linh khí tụ lại trong cơ thể quá nhiều, đao đan đã không chịu được nữa. Bây giờ có thể quyết định
Sống chết của Linh Sơn Tông, e là chỉ có Lâm Phong. Lâm Phong. Chỉ cần các ngươi giao Lâm Phong ra đây, Linh Sơn Tông sẽ bình an vô sự. Nếu không ta sẽ tàn sát mọi thứ ở đây, ngọn cỏ cũng không tha. Trận pháp bảo vệ không chặn được rồi. Nếu không giao Lâm Phong ra, Linh Sơn Tông thật sự diệt môn rồi. Hai người hồ đồ gì vậy? Lâm Phong là đệ tử Linh Sơn Tông ta, ai dám động vào cậu ta? Vượt mặt Thanh Hòa tôi trước đã. Thanh Hòa, cái này chúng tôi cũng không muốn, nhưng công lực của con rồng ác này đã đến cảnh giới thiên tiên rồi, thực lực không thể đo được, cho dù tông chủ ra e cũng không phải đối thủ. Đây cũng là hết cách rồi. Linh Sơn Tông chúng ta là danh môn chính trực, nếu chuyện đem đệ tử hiến cho rồng ác chuyển ra ngoài, khi đó chúng ta sẽ mất uy tín, sau này rất khó đứng vững ở đại lục thần hư. Không sai, sư huynh là thần tử của Linh Sơn Tông, càng là hy vọng của môn phái, chúng ta tuyệt đối không được thỏa hiệp. Các người hiểu cái gì? Trưởng lão bàn chuyện đâu đến lượt các người nói. Các người là đám ngựa hại bầy, chỉ vì một tên Lâm Phong, cả tông môn cũng mặc kệ sao? Đan điền của mình ngày càng có nhiều vết nứt trên lưỡi dao. Các vị trưởng lão, lúc này tông môn ta đang gặp nguy hiểm tính mạng, mọi đệ tử đều làm tốt, chuẩn bị hy sinh bất cứ lúc nào, từ bỏ cái tôi thành đại nghĩa. Lâm Phong hắn là thần tử ngày trước, lúc này nên đứng ra làm gương, không phải sao? Đúng, nói đúng, lời này đúng là có mấy phần đạo lý. Nói vớ vẩn gì vậy? Bắt sư huynh ra ngoài hy sinh, chỉ chứng minh Linh Sơn Tông ta vô năng. Lý Tư Văn, tôi thấy anh có giáp tâm, muốn hại chết sư huynh. Đúng vậy Lý Tư Văn, anh rốt cục có âm mưu gì? Người đâu bắt đám phản đồ lại cho ta? Người đâu bắt đám phản đồ lại cho ta? Chỉ là một đệ tử nội môn, cũng dám tới thô lỗ tôi, xem ai dám động. Tôi có lệnh bài tông chủ trên tay, thấy lệnh bài như thấy tông chủ, còn không hành lễ. Bái kiến tông chủ. Lệnh bài tông chủ sao lại trong tay hắn? Lần trước nhân lúc tông chủ bế quan trộm lệnh bài, quả nhiên có ích. Sư tôn, lệnh bài này nhất định là giả, chúng ta vì sao phải quy? Đây là luật thép ngàn năm của Linh Sơn Tông, kẻ nắm giữ lệnh bài có thể coi như tông chủ. Đứng dậy đi, tạ tông chủ. Các người thật sự nghĩ không thông, cứ đòi bảo vệ con gà yếu ớt, thông qua thủ đoạn mới lên làm thần tử. Lúc đầu khi thi đấu, nếu không phải ta lơ là, hắn bị ta đánh chết từ lâu rồi. Sư huynh ta thiên chất cái thế, tên hèn hạ như ngươi so sánh được sao? Nhà đầu thối, đợi con gà đó xuất hiện, ta muốn cô tận mắt thấy ta cưỡi hắn như thế nào. Người đâu hành quyết lũ gà ngu ngốc này lại, thi thể treo trên đỉnh tông coi như cảnh báo. Dừng tay. Họa thủy đông dẫn chí tông môn, vô số đệ tử tông môn chết bi thảm dưới tay con rồng độc ác đó, ngươi vẫn dám thản nhiên đứng đây, không biết xấu hổ. Lâm Phong, ngươi thân là đệ tử Linh Sơn Tông, nhưng đại nạn này do ngươi mà ra, nếu không muốn hy sinh người vô tội nữa, cách duy nhất của chúng ta là đưa ngươi ra ngoài. Đúng vậy Lâm Phong, hỗn độn thanh long bản chất xảo quyệt, các người nghĩ đưa tôi ra có thể đảm bảo tông môn bình an vô sự à? Chuyện gấp bây giờ là cần mọi người đoàn kết cùng nhau đối phó rồng ác. Tên sao chổi ngươi hại tông môn thành như này, còn nói cái thá gì vậy? Ta thấy xấu hổ về ngươi Lâm Phong. Ham sống sự chết thì cứ nói, đừng có lấp liếm ở đây. Lâm Phong, tôi đã sống chết vô số lần, chỉ muốn nhắc nhở mọi người đừng trúng kế ly gián của kẻ xấu. Ta thấy con gà yếu ngươi chỉ muốn kéo dài thời gian thôi. Người đâu, hành quyết con gà này tại đây cho ta, đem thi thể cho con rồng ác đó. Không ngờ Lâm Phong không đến nửa tiếng luyện ra dược không diệt đao thể tối thượng, đúng là không thể tin được. Ta có lệnh bài tông chủ, Lâm Phong con gà yếu ớt này dám ngỗ ngược với tông môn hả? Lâm Phong, ngay khi ngươi có bản lĩnh thông thiên, trước mặt tông chủ ngươi cũng chỉ là con kiến. Lâm Phong, lệnh bài tông chủ này là thánh vật trang nghiêm, ngươi nếu dám phản kháng là đối đầu với toàn bộ tông môn, hôm nay nhất định giết ngươi. Nghịch đồ dám bất kính với sư tôn ta. Sát Sơn sao lại gọi Lâm Phong sư tôn? Ngày trước được sư huynh chỉ bảo, Sát Sơn chân nhân đột phá cảnh giới nên bái sư huynh làm thầy, cũng chúc mừng sư tôn sau này học trò lại có thêm học trò. Sư tôn đệ tử tới muộn rồi, đừng gọi vớ vẩn ai là sư tôn của ông. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, kể từ khi người giúp tôi luyện linh căn, người chính là sư tôn của tôi. Nghịch đồ còn không xin lỗi sư tôn, ông già Sát Sơn ông dám đánh tôi, đánh ngươi đấy. Hôm nay ta tới vì Tiêu Dao Phong thanh lý môn hộ. Ta có lệnh bài tông chủ, ông dám ngang ngược sao, còn không mau quỳ. Ông già, vừa nãy chả phải độc đoán kiêu ngạo sao? Đến đi, hôm nay ta khiến đám phản đồ các ngươi bồi táng cùng tên phế vật này.
Đây là ký hiệu của Hỗn Độn Thanh Long. Thế nào ngươi đột nhiên không chút kiêng nể như vậy? Hóa ra ngươi là tên phản đồ xúi dục tông môn. Hình xăm rồng đen. Hóa ra ngươi là tên phản đồ xúi dục tông môn. Ta. Hình xăm rồng đen. Lý Tư Văn, ta sao lại có tên đệ tử cặn bã như ngươi chứ? Giỏi lắm tên họa thủy đông dẫn, tên phản đồ sát hại đồng môn, bọn ta suýt bị ngươi lừa. Lý Tư Văn nếu không phải Lâm Phong, xé mặt nạ của ngươi chứng minh trong sạch. Bọn ta sẽ bị vu oan rồi, hôm nay ta sẽ dốc xương tiên của ngươi ra, chặt đứt linh căn ngươi vĩnh viễn không được tu hành. Các vị trưởng lão là do con rồng đó uy hiếp tôi. Tôi không còn cách nào khác, cho tôi thêm cơ hội trưởng lão, Lâm Phong. Lâm Phong anh không phải thần tử sao, cầu tình với bọn họ đi cho tôi thêm cơ hội, tôi nhất định làm người tốt, cho tôi thêm cơ hội để báo đáp Linh Sơn Tông, Lâm Phong. Trong giới tu luyện đan dược nào cũng có, nhưng không có thuốc hối hận. Không ổn, trận pháp bị phá rồi. Đây. Một bầy kiến, vọng tưởng dùng pháp trận cấp yếu ngăn ta. Ta phá vỡ trận pháp, dễ dàng như việc chọc thùng một mảnh giấy dán cửa sổ. Linh Sơn Tông đúng là, một tên có thể đánh cũng không có, không sao chứ. Rồng ác này công lực rất mạnh, e là đại đế vạn cổ Lâm Chân chiêu đến, cũng không phải đối thủ. Đồ nhi, con mau đưa sư tỷ và sư muội đi trước. Không, con phải tận tay chém chết hắn, thề chết bảo vệ Linh Sơn Tông. Bạn cũ, chúng ta lại gặp rồi, mạng ngươi đúng là dai. Sau khi hồn bay phách tán, ngươi lại dựa vào mượn hồn phách để sống lại. Nhưng mà bây giờ, ngươi chỉ là hạt bụi trong ký cơ sở. Ta chỉ dùng lực nhẹ thôi, có thể khiến ngươi nổ thành bã. Kiếp trước ở đại đấu là ta bị ngươi hại, may mà ông trời cho ta thêm cơ hội. Lần này, ta nhất định dạy dỗ tên nghiệt xúc nhà ngươi. Lâm Phong, kiếp trước ta đoạt thần vị của ngươi, nhưng từ đầu đến cuối ta không đạt được đại đạo. Một ngày ta đột nhiên phát hiện, hóa ra hồn lực mạnh mẽ của ngươi lưu lạc tại đại lục này, chỉ có giết ngươi thêm lần nữa, đặt hồn phách của ngươi đột phá cấm kỵ cuối cùng, nghiệt xúc, ấn chứng đại đạo dựa vào, cứu độ tam giới khương sinh, mà có tấm lòng thương xót, chứ không phải dựa vào giết chóc như ngươi. Từ bi, vậy ngươi quỳ xuống, cầu xin từ bi có thể cứu ngươi, chết đi. Đồ nhi. Trời đất quá đáng sợ, lẽ nào đây là thực lực của cảnh thiên tiên, chỉ cần động ngón tay, có thể xoay chuyển thế giới. Lâm Phong trước sức mạnh khủng bố như vậy, chỉ là châu chấu rung cây. E là, còn chưa ở gần hắn ta, là linh lực dao động sốc đến mức bị dập tắt. Như này xem ra sư huynh thật sự gặp nguy. Lâm Phong kiến không lật được voi đâu, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn hủy tu vi, đưa hồn phách của ngươi cho ta. Có khi, ta giữ lại thi thể nguyên vẹn cho bọn chúng, ta không để ngươi đạt được đâu. Sắp chết miệng vẫn cứng vậy, ta thành toàn ngươi. Chênh lệch giữa ta và ngươi giống như bị ngăn cách bởi nhiều khoảng trống. Ngươi cảm thấy giết được ta không đúng là vọng tưởng, uy lực thật bá đạo, như thể cả thế giới đang rung chuyển. Chiêu này là luyện thể giới hóa thân, sẽ bị đánh thành từng miếng. Sư phụ, lẽ nào tôi vừa gia nhập môn hạ của ngươi là phải chết rồi? Ngày càng thú vị, vốn nghĩ áp chế cảnh giới có thể dễ dàng nghiền nát hắn thành cho bụi, không ngờ đánh giá thấp ngươi. Cái gì, lúc nãy mình đã bộc phát toàn bộ linh lực của không diệt đao thể, hắn lại chỉ cần áp chế cảnh giới. Linh lực áp chết mạnh quá, đầu tôi sắp nứt rồi. Lâm Phong. Sư huynh, đồ nhi. Giao chảm rồng này là một thể với Lâm Phong, bây giờ đao thể bị vỡ, có nghĩa đan điền của cậu ta bị hoại, e là mạng không còn dài. Sư tôn, ta liều với người. Sư tôn. Đám bụi các ngươi có thể an phận chút không? Lâm Phong. Ngươi vẫn là bùn dưới mương hôi hám, định sẵn không thể đỡ nổi tường, chỉ bằng đưa hồn phách của ngươi cho ta, giúp ta chính đắc đại đạo. Chỉ bằng đưa hồn phách của ngươi cho ta, giúp ta chính đắc đại đạo. Sư muội em mau đi, mặc kệ anh em mau đi, không cho ngươi hại sư huynh ta. Mau đi. Dĩnh Kỳ thể chết bảo vệ sư huynh ta, Lâm Phong ngươi đúng là kẻ trung tình. Sư muội.
Dĩnh Kỳ, Lâm Phong ngươi đúng là kẻ trung tình. Biết vì sao kiếp trước, ngươi không thể đạt đại đạo không? Vì thất tình của ngươi quá nặng. Bây giờ ta cứu độ ngươi, giúp ngươi chặt đứt gốc rễ tình cảm. Con ác ma này, ngươi bỏ cô ấy ra có chuyện gì nhằm vào ta? Ngươi đang uy hiếp ta à? Sư muội. Là sư huynh không tốt, hại muội, sư muội. Là sư huynh không tốt, hại muội, sư muội. Nể tình ngươi cứu ta trả cô ấy cho ngươi. Lâm Phong, kiếp trước ngươi cũng là đại đế đấu la, kiếp này lại vì một nữ nhân khóc lóc, đúng là mất mặt. Có hàng triệu từ trên thế giới, chỉ có chữ tình, đau khổ nhất. Bây giờ, đưa ngươi đoàn tụ. Quả nhiên thức thời, biết rằng cố gắng cũng vô ích, đợi chết là sự lựa chọn tốt nhất. Ngàn trọng kiếp trăm thế nan, hoàn cổ thông thông. Than chỉ gian nhập hồng trần, nhân đã đi tình ái không không. Gặp thiên địa, gặp bản thân, gặp chúng sinh. Ngươi lại luyện ra, đao ý vô lượng vạn vật đều chuyển hóa thành kiếm, không thể nào. Ta đã hủy đan điền của hắn mạng treo lơ lửng, hắn làm sao luyện ra đao ý vô lượng được? Tuyệt đối không thể nào, nhất định mình sinh ra ảo giác, luyện đao ý vô lượng, cần cảm nhận được vạn vật thiên địa, chứng đạt đại đạo mới được. Ngươi chỉ là con kiến bị trói trong kiếp tình, sao có thể luyện thành? Ấn chứng đại đạo không phải chỉ chắc đứt tình ái, mà sau khi cảm nhận tình ý của chúng sinh, sản sinh ra tấm lòng thương xót. Kết cấu đại lộ chứa trong vũ trụ, không phải thiền y lạnh lùng, mà là tình yêu từ bi bao la. Ra vẻ huyền bí, bây giờ ta khiến ngươi tan thành tro bụi. Nhất đao, quy hư,